Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 60. Ngọn lửa trên người Tiểu Phượng Hoàng bắt đầu ảm đạm xuống, ngay sau đó bị thái cực đồ án của ba lão bất tử Ân Tĩnh An trấn áp xuống. Trong lòng của Dương Bách Xuyên, xông lên giữa không trung, nghĩ thầm trong lòng, dù sao Tiểu Phượng Hoàng cũng vừa ra đời. Ba lão bất tử đều là nguyên anh đại viên mãn, Tiểu Phượng Hoàng vẫn chưa đủ sức đánh, nhưng đối với Dương Bách Xuyên, Tiểu Phượng Hoàng có thể kiên trì lâu như vậy đã vô cùng ghê gớm. Hiện tại hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lão bất tử trấn áp Tiểu Phượng Hoàng. Đúng lúc này một thân ảnh còn nhanh hơn hắn, lao thẳng về phía ba người Ân Tĩnh An. Chít rào. Chồn nhỏ lại ra tay. Lúc trước Dương Bách Xuyên dặn dò chồn nhỏ và Tiểu Phượng Hoàng cùng đối phó với ba lão bất tử. Trong lúc Tiểu Phượng Hoàng cầm chân ba người bọn họ, cũng không biết chồn nhỏ đi chỗ nào, có lẽ đứng ở giữa không trung của chiến trường, chồn nhỏ không trộn lẫn vào. Nhưng lúc này nhìn thấy ngọn lửa trên người Tiểu Phượng Hoàng ẩm đạm xuống, cuối cùng chồn nhỏ cũng ra tay. Một tiếng thét dài đâm thủng trời cao, thân ảnh giống như đạn pháo phóng thẳng từ mặt đất lên cao. Trong lúc Dương Bách Xuyên đang phi thân chạy đến, thấy rõ chồn nhỏ mới phát hiện toàn thân chồn nhỏ đã xảy ra biến hóa. Biến thân. Thân thể lớn hơn trạng thái bình thường gấp 3 lần, thực sự to như một con ngé con. Lông tóc toàn thân vẫn thuần kim, nhưng lại dài lại nồng đạm, vô cùng mượt mà. Trong ánh mắt lóe lên tia sáng, cho dù ở ban ngày vẫn giống hệt như hai ngọn đèn lồng màu vàng. Bốn móng vuốt sắc nhọn mọc ra dài nửa thước như phi đao. Bất cứ ai cũng có thể nhìn ra được độ sắc bén của những móng vuốt của chồn nhỏ. Mở miệng ra, trong miệng tràn đầy hàm răng nhọn nhọn, giống như có thể cắt đứt tất cả mọi thứ trên thế gian. Toàn thân hóa thành một đạo kim quang, đây là chuyện chưa từng xảy ra, cũng không biết tầng kim quang bao phủ trên người chồn nhỏ có tác dụng gì. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên nhìn thấy chồn nhỏ nâng hai chân trước sắc bén lên, trực tiếp chém xuống thái cực đồ án đang trấn áp Tiểu Phượng Hoàng. Ầm đùng. Dưới móng vuốt sắc bén của chồn nhỏ, thái cực đồ án của ba người Ân Tĩnh An phát ra một tiếng nổ vang. Dương Bách Xuyên nhìn thấy dưới lợi chảo của chồn nhỏ, thái cực đồ án của ba lão bất tử Ân Tĩnh An bị dập nát. Mà chồn nhỏ vẫn không yếu đi, vượt qua sự tưởng tượng của Dương Bách Xuyên, lao thẳng về phía ba người Ân Tĩnh An, chính xác hơn là nhắm thẳng vào Ân Tĩnh An. Dương Bách Xuyên biết rõ uy lực bốn móng vuốt của chồn nhỏ, nếu bị dính phải một kích này của chồn nhỏ, Ân Tĩnh An không chết cũng lột ra. Mặc kệ là tốc độ hay độ sắc bén của móng vuốt, lúc này biểu hiện của chồn nhỏ đều vượt xa suy nghĩ của Dương Bách Xuyên. Hồng hoang dị chủng thật sự không dễ xơi. Dương Bách Xuyên rất vui mừng, nhưng đồng thời cũng không khỏi đổ mồ hôi thay chồn nhỏ, hắn không biết chồn nhỏ tấn công về phía Ân Tĩnh An kiểu gì. Phải biết rằng lúc này bên Ân Tĩnh An có ba người. Vội vàng dùng hết tốc độ lao đến, Dương Bách Xuyên nhìn thấy. Sau khi chồn nhỏ dập nát thái cực đồ án, sắc mặt của ba lão bất tử Ân Tĩnh An xanh trắng đỏ hồng, phụt phụt phụt, ba người lần lượt hộc máu. Hiển nhiên sau khi thái cực đồ án bị chồn nhỏ dập nát, ba người bọn họ bị sức mạnh phản phệ, sau đó nhìn chồn nhỏ xông đến, sắc mặt biến đổi. Thời khắc mấu chốt, cuối cùng bọn họ cũng hao hết chân khí chấn áp ngọn lửa của Tiểu Phượng Hoàng xuống, không ngờ đột nhiên sẽ nhảy ra một con chồn nhỏ hung mãnh như vậy. Dập nát thái cực đồ án của ba người trong nháy mắt, thế như trẻ che lao đến, chuyện này làm ba lão bất tử sao có thể không kinh sợ. Tất cả xảy ra quá nhanh không kịp chạy trốn, lúc này cũng chỉ biết căng ra đầu ứng phó. Đặc biệt là Ân Tĩnh An, sắc mặt đen như đáy nồi, bởi vì mục tiêu của chồn nhỏ hướng thẳng vào lão ta. Ân Tĩnh An định ra tay, nhưng đúng lúc này chỉ thấy chồn nhỏ thét một tiếng thét dài, lại đổi mục tiêu thành Từ Cơ Vân ở bên phải. Thực sự thay đổi bất ngờ. Vốn dĩ Từ Cơ Vân và Mã Minh Sơn nhìn thấy mục tiêu của chồn nhỏ là Ân Tĩnh An, trong lòng đều xuất hiện cảm xúc vui sướng khi người gặp họa. Ai biết trong khoảng khắc nghìn cân treo sợi tóc, chồn nhỏ đột nhiên tăng tốc, đổi mục tiêu thành Từ Cơ Vân đang thả lỏng cảnh giác. Growl. A. À, thần hồn của Từ Cơ Vân cũng run rẩy, chỉ cảm thấy bụng lóe sáng, ngay sau đó đồng tử tan rã. Thân thể trực tiếp rơi xuống từ trên trời cao. Dương Bách Xuyên thấy cảnh tượng như vậy không nhịn được hét lên một câu tốt lắm.
Hương Hương làm tốt lắm, ngay cả Dương Bách Xuyên cũng chưa nghĩ đến chồn nhỏ còn có chiêu thức ấy, thực sự quá hoàn mỹ. Nhưng nghĩ lại cũng ở trong tình lý, vốn dĩ bởi vì thái cực đồ án của ba lão bất tử bị chồn nhỏ đánh nát, tương đương phá pháp, bị phản phệ, hơn nữa chồn nhỏ tấn công với tốc độ tia chớp, gần như không cho ba người cơ hội phòng bị ứng phó. Hơn nữa nhìn kiểu gì cũng thấy được mục tiêu của chồn nhỏ là Ân Tĩnh An, ai có thể ngờ được chồn nhỏ sẽ chuyển hướng mục tiêu nhắm thẳng vào Từ Cơ Vân đang thả lỏng cảnh giác. Dưới tốc độ và hoàn cảnh như vậy, Từ Cơ Vân không chết mới là lạ. Dương Bách Xuyên thấy rõ, chồn nhỏ có thể tập kích thành công Từ Cơ Vân, đầu tiên do tốc độ nhanh như chớp, thứ hai trên người chồn nhỏ có một tầng kim quang ngay cả Dương Bách Xuyên cũng không nhìn thấu, rất có thể đó là nguyên nhân chính. Nhưng nói đi nói lại, Từ Cơ Vân cũng là nguyên anh đại viên mãn, dù lơ là không phòng bị, tu vi của Từ Cơ Vân ở chỗ đó, làm gì có chuyện chồn nhỏ có thể dễ dàng phá vỡ thân thể của lão ta. Vậy nên Dương Bách Xuyên nghĩ có thể kim quang trên người chồn nhỏ giống như kiếm khí huyền hoàng trong kiếm đồ long của chính mình, vậy mới có thể xử lý Từ Cơ Vân. Ân Tĩnh An và Mã Minh Sơn đứng một bên trợn mắt há mồm, nhìn thân thể của Từ Cơ Vân rơi từ không trung xuống, nhìn thấy lỗ máu trên bụng Từ Cơ Vân, thực sự khó có thể tin. Chồn nhỏ lại thành công trong một kích, đào nguyên anh của Từ Cơ Vân ra, vèo một cái, không có chút tạm dừng nào, lão ta rơi thẳng xuống mặt đất. Dương Bách Xuyên nhìn thấy sau khi đào nguyên anh của Từ Cơ Vân ra, lại trực tiếp cắn nuốt xuống, sau đó nhìn thấy kim quang trên người của chồn nhỏ lại sáng vài phần. Lúc này Dương Bách Xuyên dở khóc dở cười, trách không được chồn nhỏ thích cắn nuốt nguyên anh. Nhưng lúc này Dương Bách Xuyên không trách chồn nhỏ, trong lòng vô cùng vui vẻ, chồn nhỏ xử lý Từ Cơ Vân trong một kích, tương đương với việc Dương Bách Xuyên thiếu một kẻ địch lớn. Ưu thế của hắn chính là công pháp thần thông chỉ xích thiên nhai công, trong số ba lão bất tử, chỉ có tốc độ của Từ Cơ Vân có thể đuổi kịp hắn, hiện tại Từ Cơ Vân bị chồn nhỏ xử lý, Dương Bách Xuyên càng thêm tự tin khi đối phó với Ân Tĩnh An và Mã Minh Sơn. Cân nhắc trong lòng, Dương Bách Xuyên phi thân lên trên cao 10 mét, giơ kiếm đồ long trong tay lên, không chút do dự chém xuống người Ân Tĩnh An. Trong siêu hồn của Tề Mặc Hành, Ngô Mặc Thu bị Tề Mặc Thành đưa cho Ân Tĩnh An, bây giờ Dương Bách Xuyên muốn trấn áp Ân Tĩnh An, phải biết được Ngô Mặc Thu có bị Ân Tĩnh An cắn nuốt luyện công hay không. Phục hồi lại tinh thần sau sự ngã xuống của Từ Cơ Vân, Ân Tĩnh An giận dữ, mặc dù Từ Cơ Vân và Mã Minh Sơn không cùng một tông môn với lão ta, nhưng ở Thành Yêu Quang, ba tông đều có cộng đồng lợi ích, hơn nữa cùng xử lý Thành Yêu Quang mấy trăm năm, sao có thể không có chút giao tình nào. Trơ mắt nhìn Từ Cơ Vân chết, Ân Tĩnh An vô cùng tức giận, không nghĩ đến đường đường nguyên anh đại viên mãn sẽ lật thuyền trong tay một tiểu bối. Nhìn thấy Dương Bách Xuyên cầm kiếm chém xuống, Ân Tĩnh An tức giận nói với Mã Minh Sơn, Mã lão quỷ, ngươi lột ra rút gân con chồn kia, để ta đối phó tiểu tử này. Được, Mã Minh Sơn còn tức giận hơn Ân Tĩnh An khi thấy Từ Cơ Vân chết trong tay một con chồn, lão ta và Từ Cơ Vân có quan hệ tốt nhất trong ba người. Nhìn thấy Từ Cơ Vân chết, trong lòng Mã Minh Sơn tràn ngập lửa giận. Đối với việc chồn nhỏ tập kích Từ Cơ Vân, Mã Minh Sơn và Ân Tĩnh An đều biết là chuyện trùng hợp, không phải thực lực của chồn nhỏ thực sự cường đại đến mức có thể giết chết nguyên anh đại viên mãn, vì vậy đối với việc săn giết chồn nhỏ, Mã Minh Sơn đồng ý không chút do dự. Lúc này trong tay Ân Tĩnh An xuất hiện một thiền trượng song xà đỏ như máu, đỡ lấy một kiếm của Dương Bách Xuyên. Trong thiền trường xuất hiện một hư ảnh mãng xà hai đầu lao đến cắn xé một kiếm của Dương Bách Xuyên, giống như muốn cắn nuốt kiếm khí của Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nhìn hư ảnh mãng xà hai đầu của Ân Tĩnh An lao ra, cảm nhận được thần hồn vô cùng cường đại, trong lòng cực kỳ kinh hãi. Điều đầu tiên Dương Bách Xuyên nghĩ đến là thiền trường song đầu xà của Ân Tĩnh An là linh bảo, còn là pháp khí linh bảo phong ấn yêu hồn cường đại bên trong. Hơi thở cường đại của yêu hồn làm Dương Bách Xuyên phán đoán ra được hư ảnh mãng xà song đầu trong thiền trượng của Ân Tĩnh An tuyệt đối là yêu hồn tứ chuyển đỉnh phong. Một kích này của lão bất tử không thể coi thường được, chỉ cần lực lượng yêu hồn được phong ấn trong thiền trượng cùng hơi thở cường đại của thần hồn, hơn nữa còn có uy lực của thiền trượng, cộng lại làm uy lực thi triển ra khiến Dương Bách Xuyên kinh hãi. Growl growl. Hai tiếng gầm vang lên. Thần hồn của mãng xà song đầu làm khó dễ, cắn nuốt kiếm khí của Dương Bách Xuyên. Trong tiếng nổ nặng nề và tiếng gầm rú, kiếm khí của Dương Bách Xuyên bị yêu hồn mãng xà song đầu cắn nuốt,
không xuất hiện bất cứ điều gì bất lợi. Kiếm khí huyền hoàng thất bại làm Dương Bách Xuyên trầm xuống. Một kích va chạm này cũng bày ra đầy đủ sự bất phàm của thiền trượng song đầu xà của lão bất tử Ân Tĩnh An, yêu hồn phong ấn bên trong linh bảo cũng rất khó chơi. Bản thân Ân Tĩnh An là cao thủ nguyên anh giỏi sử dụng lực lượng thần hồn, ông ta còn có trong tay thiền trượng phong ấn yêu hồn đỉnh phong tứ chuyển, uy lực của pháp thuật được thi triển ra cũng tăng thêm bài phần, điều này làm cho Dương Bách Xuyên lạnh rợn người. Hắn biết sau khi Từ Cơ Vân bị chồn nhỏ hút khô, Ân Tĩnh An đã tức giận, hoặc nói cách khác cảm thấy được nguy cơ. Nói thật bây giờ trong lòng Dương Bách Xuyên vẫn có chút gai gai, nhưng cũng không còn đường lui, cũng may có sư phụ áp trận, trong lòng nhiều ít cũng có tin tưởng. Có sư phụ áp trận nên Dương Bách Xuyên không sợ hãi, mặc dù kiếm khí bị mãng xà song đầu của Ân Tĩnh An cắn nuốt hóa giải, nhưng cũng không khiến Dương Bách Xuyên sinh ra tâm lý lùi lại. Lạnh lùng hừ một tiếng, Dương Bách Xuyên không lùi, ngược lại còn tiến lên, vận chuyển chiến khí toàn thân điều hành lực lượng thần hồn lên, chém ra kiếm khí lần hai. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hừ, tiểu tử không biết trời cao đất dày, lần này lão phu muốn xem ngươi chết như thế nào. Ân Tĩnh An sợ Dương Bách Xuyên đánh không lại lại trốn vào La Phù Động Thiên, vung tay lên, trực tiếp giam cầm thiên địa xung quanh, phòng ngừa Dương Bách Xuyên chạy trốn. Ngay sau đó thiền trường tiếp đón một kiếm của Dương Bách Xuyên. Keng! Sau một tiếng vang lớn, tay trái cầm kiếm của Dương Bách Xuyên có chút tê dại, nhưng không bị thương, kéo ra khoảng cách 8-9 mét với Ân Tĩnh An. Lần này hắn không mạnh mẽ chống chọi với Ân Tĩnh An, hiệu quả cũng không tồi, cánh tay tê dại nhưng lại đỡ được đòn tấn công của lão già kia. Tất nhiên hắn cũng biết một phần là do có sư phụ áp trận. Nếu không giữa hắn và Ân Tĩnh An vẫn có chút chênh lệch. Chỉ nghe sư phụ thở dài nói, thần hồn của đối phương đã vượt qua nguyên anh, là thần hồn xuất khiếu. Hắn đã phong tỏa không gian bốn phía, tiểu tử thối, tiếp theo phải cẩn thận ứng phó đấy. Mặc dù có vi sư áp trận cho ngươi, nhưng dù sao lực lượng của vi sư cũng có hạn chế, đối phó với tu sĩ nguyên anh còn được, nhưng đối mặt với một người có thần hồn xuất khiếu kỳ chỉ kém mình một chút vi sư cũng không nắm chắc. Nếu tu vi của con tiến thêm một bước thì không thành vấn đề, nhưng con mới là cảnh giới nguyên anh sơ kỳ. Trong lúc Vân Thiên Tà đang nói chuyện ở trong đầu Dương Bách Xuyên, Ân Tĩnh An đã nhào đến. Nghe sư phụ nói chuyện, trong lòng của Dương Bách Xuyên cũng kinh sợ, nhưng hiện tại hắn cũng không còn cách nào, chỉ có thể liều mạng với lão ta. Tiểu Phượng Hoàng có thể vì thi triển ngọn lửa quá mức, sau khi dừng trên mặt đất có chút uể oải, nhìn qua có vẻ không thể giúp hắn. Còn chồn nhỏ đang bị Mã Minh Sơn đuổi giết, chạy trốn khắp thành, Dương Bách Xuyên không lo lắng chồn nhỏ sẽ bị đuổi theo. Sắc mặt của Dương Bách Xuyên ngưng trọng, chuẩn bị liều mạng, cho dù giống như lời sư phụ nói, lão già bên ngoài là tu vi nguyên anh đại viên mãn, trên thực tế thần hồn chỉ kém một chút là đến xuất khiếu kỳ, đánh lên thì hắn không có phần thắng. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng là người có tính tình không chịu thua, thực sự liều mạng chưa chắc hắn không có phần thắng. Nhìn vầng sáng đỏ rực trên thiền trượng trong tay Ân Tĩnh An, Dương Bách Xuyên cũng giơ kiếm đổ long lên, bắt đầu tập trung lực lượng liều mạng. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên Dương Bách Xuyên hơi ngây người, ngay sau đó khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm. Rất đúng lúc Dương Bách Xuyên tự nói một câu. Trong lúc Dương Bách Xuyên đang tụ tập lực lượng, phía chân trời vang lên một âm thanh thanh thúy. Rắc rắc. Âm thanh này giống như không trung nứt ra một khe hở. Vang vọng toàn bộ thành yêu quang. Ân Tĩnh An đang chăm chú thi pháp, đột nhiên nghe thấy một tiếng rắc, cả người đều chấn động, sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thất thanh nói, sao có thể? Âm thanh rung trời vang lên trên không trung của thành yêu quang. Ngay sau đó vô số yêu cầm đến từ phía chân trời xông thẳng xuống, tiến vào thành yêu quang. Dương Bách Xuyên cười, chỉ có hắn biết chuyện gì đang xảy ra. Tâm ý tương thông với trùng, Dương Bách Xuyên biết âm thanh răng rắc lúc trước chứng tỏ trùng đã phá vỡ kết giới, hơn nữa bên ngoài trận pháp có đại yêu chim sẻ ngũ chuyển dẫn dắt yêu cầm không ngừng công kích đại trận, cuối cùng sau một tiếng nổ, trận pháp được thành yêu quang lấy làm vinh dự đã tan thành mây khói. Đánh chết Ân Tĩnh An cũng không nghĩ đến linh trùng sẽ phá vỡ được trận pháp mà thành yêu quang lấy làm vinh dự. Lúc này lão ta đã bắt đầu rối loạn, bên trong thành yêu quang. Đại yêu ngũ chuyển và vô số yêu cầm đã tiến vào, Ân Tĩnh An hiểu rất rõ điều này có ý nghĩa gì.
Nhưng lão ta thật sự không nghĩ ra được, đám yêu cầm đó phá vỡ kết giới kiểu gì. Phải biết rằng lúc trước hiến tế nhiều yêu thú như vậy để phòng người yêu cầm bên ngoài phá trận, cho dù đại yêu ngũ chuyển tấn công, Ân Tĩnh An cũng biết không có khả năng phá vỡ được trận pháp, nhưng trên thực tế trận pháp đã bị phá vỡ, sắc mặt của Ân Tĩnh An vô cùng khó coi. Dương Bách Xuyên nắm bắt cơ hội, đâm một kiếm về phía Ân Tĩnh An, ba thần thông thủ bộ bên tay phải cũng đánh qua, tay năm tay 10, nhắm thẳng cơ hội Ân Tĩnh An thất thần đánh. Ầm ầm ầm. Dùng toàn bộ lực lượng đánh ra ba thần thông và một kiếm, tất cả dừng ở trên người của Ân Tĩnh An. Lão bất tử kêu rên, hơi thở toàn thân bùng nổ, thiền trượng bộc phát ra vầng sáng chói mắt, nhưng đã bị Dương Bách Xuyên đánh lui lại mười mấy mét. Sau đó vầng sáng đỏ rực chói mắt tan đi, lộ ra khuôn mặt già chật vật tím tái âm trầm của Ân Tĩnh An, ánh mắt như dao nhỏ nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, giơ tay lau vết máu trên khóe miệng, nói tiểu tử, hôm nay nếu không giết ngươi lão phu không gọi Ân Tĩnh An. Sau khi nói xong, Dương Bách Xuyên nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong tay của Ân Tĩnh An, xuất hiện một cái bình gốm màu đen. Thấy vậy đồng tử của Dương Bách Xuyên co chặt lại, thất thanh kêu to, Thu Nhi. Từ trong đầu Tề Mặc Hành hắn đã nhìn thấy Ngô Mặc Thu bị Tề Mặc Hành phong ấn vào trong bình gốm. Hiện tại Ân Tĩnh An lấy bình gốm ra, hiển nhiên muốn cắn nuốt Thu Nhi được phong ấn trong bình gốm, dùng để bổ sung lực lượng thần hồn. Biểu tình của Dương Bách Xuyên vô cùng khẩn trương, cũng không quan tâm điều gì nữa, lao thẳng về phía Ân Tĩnh An, hắn không thể đứng nhìn Thu Nhi bị cắn nuốt. Nhưng khi hắn vừa nhích người, Ân Tĩnh An đã mở bình gốm ra hít một hơi sâu. Sau đó Dương Bách Xuyên nhìn thấy một luồng sáng xám trắng bị Ân Tĩnh An cắn nuốt. Không, Thu Nhi, hai mắt của Dương Bách Xuyên tràn ngập tơ máu, trơ mắt nhìn Ân Tĩnh An cắn nuốt thần hồn trong bình gốm. Ân Tĩnh An, ta giết ngươi a! Dương Bách Xuyên như phát điên, ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh rung trời, làm cho tất cả sinh linh trong thành yêu quang đều cảm thấy chói tai. Sau khi loài chim bay xâm lấn thành yêu quang, toàn bộ thành yêu quang đều rối loạn. Bốn phía tràn ngập giết chóc. Yêu thú yêu cầm gào giống, người tu chân bên trong thành yêu quang kêu thảm thiết, vô cùng hỗn loạn, sau khi trận pháp trong thành yêu quang bị phá vỡ, tất cả mọi người chạy tứ tán. Chồn nhỏ bị Mã Minh Sơn đuổi theo, sau đó Tiểu Phượng Hoàng cũng chạy trốn cùng chồn nhỏ. Mã Minh Sơn truy kích tới, đánh một chưởng về phía Tiểu Phượng Hoàng, đúng lúc này một đạo ánh sáng hung hăng va chạm trên người Mã Minh Sơn. Ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, thân thể của Mã Minh Sơn trực tiếp hóa thành cho tàn. Lúc này lão chim sẻ hóa thành một phụ nhân trung niên đứng bên cạnh Tiểu Phượng Hoàng, thứ đồ không biết sống chết. Mã Minh Sơn bị đại yêu chim sẻ ngũ chuyển động đình nương nương giết chết trong một kích, không có bất cứ phản kháng gì, thậm chí còn không phát hiện. Ngay sau đó động đình nương nương xoay người quỳ gối trước mặt Tiểu Phượng Hoàng, nói yêu cầm chim sẻ bái kiến vương. Trên mặt Tiểu Phượng Hoàng không có biểu tình gì, mở miệng nói với động đình nương nương, đứng dậy. Ngay sau đó trong ánh mắt của Tiểu Phượng Hoàng hiện lên một tia sáng, nhìn về nơi xa, chậm rãi phun ra hai chữ ca ca. Động đình nương nương nhìn lại, nhìn thấy thanh niên nhân tộc đang đại chiến với một lão giả đang đột phá lên cảnh giới xuất khiếu kỳ, ngay sau đó vị đại yêu chim sẻ ngũ chuyển nhíu mày nói, hắn có dấu hiệu hóa ma, đây không phải dấu hiệu tốt. Chít chít chồn nhỏ nghe hiểu lời động đình nương nương nói, sốt ruột kêu to. Tiểu Phượng Hoàng liếc nhìn chồn nhỏ, lại nhìn động đình nương nương, mở miệng nói, hắn là ca ca, giúp hắn. Lời nói của nàng rất ngắn gọn, nhưng khi nói lại nhìn về phía Dương Bách Xuyên. Động đình nương nương hơi kinh ngạc, bà ta không nghĩ đến tiểu vương giả của tộc đàn yêu cầm lại mở miệng gọi một thanh niên nhân tộc ca ca. Nhưng đối với động đình nương nương, tìm được Tiểu Phượng Hoàng. Làm tộc đàn yêu cầm trong sơn hải giới có một người thống trị, không hề chia năm xẻ bảy, không cần bị các chủng tộc yêu thú trên các lãnh thổ quốc gia đất hoang thánh địa yêu tộc bắt nạt, điều này tốt hơn bất cứ những thứ khác trên đời. Mặc dù không thích nhân tộc, nhưng cũng sẽ không cố kỵ Tiểu Phượng Hoàng, hiển nhiên ý của Tiểu Phượng Hoàng rất rõ, muốn cứu vị ca ca trong miệng của nàng, là thanh niên đang có dấu hiệu hóa ma kia. Vương yên tâm, động đình sẽ không đứng nhìn, nhưng hiện tại chưa phải lúc ra tay. Thanh niên kia có dấu hiệu hóa ma, lúc này nhiều người đi qua đó sẽ không tốt cho hắn, ta sẽ ra tay ở thời điểm thích hợp. Khi nói chuyện với Tiểu Phượng Hoàng, động đình nương nương hạ tư thái rất thấp, không
không hề có chút khí thế đại yêu ngũ chuyển nào. Tiểu Phượng Hoàng biểu hiện ít nói, khuôn mặt nhỏ cũng không cười, nhìn qua giống như một tiểu đại nhân nặng nề. Lúc này Dương Bách Xuyên đã mất đi lý trí, sau khi hắn nhìn thấy Ân Tĩnh An cắn nuốt thần hồn trong bình gốm, trong đầu ầm một cái. Ở trong mắt hắn, Ân Tĩnh An đã cắn nuốt Thu Nhi. Hiện tại Dương Bách Xuyên hoàn toàn bùng nổ, cơn giận trong lòng không có chỗ phát tiết, ngửa mặt lên trời thét dài, lao về phía Ân Tĩnh An, lúc này hai mắt hắn tràn đầy tơ máu, giống như mắt thỏ. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, giết Ân Tĩnh An báo thù cho Thu Nhi. Nhưng trong đầu lại vang lên âm thanh sốt ruột của sư phụ Vân Thiên Tà, tiểu tử thối, bình tĩnh khắc chế cảm xúc, nếu không con sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cút! Dương Bách Xuyên lạnh lùng phun ra một chữ, cũng là lần đầu tiên hắn mắng sư phụ. Nhưng về tình cũng có thể tha thứ, trơ mắt nhìn Ân Tĩnh An cắn nuốt Ngô Mặc Thu trong bình gốm, đầu óc của Dương Bách Xuyên hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại sát ý vô biên. Loại thời điểm này sư phụ Vân Thiên Tà còn làm hắn bình tĩnh, có thể bình tĩnh mới là lạ, tức giận mọc lan tràn, phun ra một chữ cút. Trong lòng hắn tràn ngập oán niệm và tức giận, thậm chí là hận ý, hận chính mình cũng hận sư phụ Vân Thiên Tà, không cứu Ngô Mặc Thu còn quan tâm nhập ma hay không nhập ma. Dù sao lúc này trong lòng hắn sinh ra ý niệm diệt ma giết tiên. Mà Vân Thiên Tà bị đồ đệ nói cút nhưng lại hiếm thấy không tức giận. Bởi vì làm sư phụ làm một lão quái vật, ông rất rõ ràng trạng thái hiện tại của Dương Bách Xuyên. Trong lúc Dương Bách Xuyên nhằm về phía Ân Tĩnh An, sau khi cắn nuốt nhiếp hồn trong bình gốm, hơi thở trên người Ân Tĩnh An cũng thay đổi. Một lượng lớn linh khí thiên địa hội tụ trên người Ân Tĩnh An, thần hồn của lão ta thành công bước vào cảnh giới xuất khiếu. Khoảnh khắc yêu cầm phá vỡ đại trận, Ân Tĩnh An biết mọi chuyện đã hỏng, lấy ra thần hồn phong ấn trong bình gốm phối hợp với bí pháp. Mạnh mẽ tăng tu vi lên cảnh giới xuất khiếu. Lão ta biết chỉ có như vậy mới có thể thoát thân, nếu không ở trong hoàn cảnh toàn thành hỗn loạn, tất cả đều là yêu thú, thoát thân cũng là vấn đề, dù sao thành yêu quang đã xong rồi, lão ta cũng không thể vứt cả mạng già của mình. Nhìn thấy Dương Bách Xuyên vọt đến, Ân Tĩnh An nheo mắt tung ra một quyền, vừa rồi nhân lúc lão ta xuất thần tiểu tử này đánh lén, bây giờ, trước khi thoát thân rời đi, Ân Tĩnh An chuẩn bị bắt lấy Dương Bách Xuyên. Biết trên người Dương Bách Xuyên có rất nhiều bí mật, bắt lấy Dương Bách Xuyên không tính thua, ngược lại có thể có được một tòa động thiên. Một quyền cách không gian đánh về phía Dương Bách Xuyên không đỡ được trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trong mắt chỉ toàn là sát ý nên khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy Ân Tĩnh An đánh bay hắn ra ngoài, lý trí còn sót lại cũng phản kích theo bản năng. Nhưng trong nháy mắt hắn cảm thấy toàn thân như bị ăn một đòn nghiêm trọng, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trong đầu truyền đến từng cơn đau đớn, biển ý thức cũng quay cuồng, đầu đau sắp nứt vỡ. Lúc ngã xuống mặt đất, trong đầu lại vang lên âm thanh như sấm rền của sư phụ Vân Thiên Tà, tiểu tử lão toét, thanh tỉnh chút, tu vi của đối phương tăng lên đến cảnh giới xuất khiếu, lại đến một lần lực lượng thần hồn cường đại có thể làm con không chết cũng biến thành ngu ngốc. Đối phó với lực lượng thần hồn, nếu tăng lên lực lượng thần hồn của chính mình, không phải con có được yêu hồn châu ở La Phù Động Thiên hay sao? Lúc này không dùng thì đợi đến khi nào? Khóe miệng của Dương Bách Xuyên chảy máu, nghe lọt được lời nói của sư phụ. Theo lời của sư phụ, nếu muốn tăng lên lực lượng thần hồn của chính mình thì phải dùng yêu hồn châu. Từ lúc đạt được 8 viên yêu hồn châu ở trong La Phù, đến bây giờ hắn chưa dùng một viên nào, lúc này đứng trước lực lượng thần hồn cường đại của Ân Tĩnh An, hắn trở tay lấy ra một viên yêu hồn châu nuốt xuống. Trong nháy mắt hơi thở trên người Dương Bách Xuyên cũng thay đổi, biến cường đại, hơn nữa trong hơi thở cũng mang theo sức mạnh của hoang cổ yêu dị. Đứng lên, hắn nhìn chằm chằm Ân Tĩnh An, cảm nhận được hơi thở cường đại của lão ta, cảm giác vẫn chưa đủ, vẫn chưa cường đại như Ân Tĩnh An, lật tay, lần này lấy ra 2 viên yêu hồn châu. Tiểu tử ngu ngốc, 1 viên yêu hồn châu cũng đủ con tiêu hóa, không cần cắn nuốt. Ngay sau đó âm thanh của Vân Thiên Tà hoàn toàn im bặt. Dương Bách Xuyên nuốt chừng 2 viên yêu hồn châu. Xong rồi, nếu không áp chế được yêu hồn châu, vậy chờ bị đồng hóa đi, đó chính là yêu hồn cổ. Vân Thiên Tà kêu rên. Nhưng Dương Bách Xuyên không thèm để ý đến, hắn chỉ nghĩ cắn nuốt yêu hồn châu, giết chết Ân Tĩnh An, trong đầu không có suy nghĩ khác. Con, Vân Thiên Tà nói lắp.
Sau đó Dương Bách Xuyên lại nuốt tiếp yêu hồn châu, tổng cộng 8 viên yêu hồn châu đều bị Dương Bách Xuyên nuốt xuống bụng trong vòng 3 phút. Con, tiểu tử, tự tìm đường chết, âm thanh của Vân Thiên Tà tràn ngập bất đắc dĩ, mắng. Lúc này Dương Bách Xuyên dùng một tia lý trí còn sót lại đáp lại sư phụ một câu, từ nay về sau, con không muốn nhìn thấy người thân bạn bè bên cạnh bị con trơ mắt nhìn họ bị người tàn hại. Dứt lời, Dương Bách Xuyên cảm thấy biển ý thức chấn động ầm ầm, trong thân thể hắn truyền đến từng tiếng thú gầm, đủ loại tiếng gầm, sấm vang rung trời. Ánh mắt hắn lóe lên ánh sáng đỏ rực, vô cùng yêu dị, tóc đen đầy đầu tung bay, quanh thân hắn xuất hiện 9 hư ảnh yêu thú khổng lồ. Hư ảnh của 9 đại yêu thú vờn quanh sau lưng Dương Bách Xuyên, ngửa mặt lên trời thét dài. Grao 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 grao. Phía chân trời của thành yêu quang hội tụ phong vân, giống như muốn biến thiên. Trong không khí tràn ngập hơi thở hoang dã, ngay sau đó thân thể của Dương Bách Xuyên chậm rãi bay lên, xung quanh hắn có 9 đạo hư ảnh yêu hồn cổ xưa, vờn quanh gầm rú. Lúc này Ân Tĩnh An đã sợ ngây người. Nhìn thấy 9 đạo hư ảnh yêu hồn vần quanh Dương Bách Xuyên, một đám đều có bộ dáng hiếm thấy cổ quái, lão ta cũng chưa nhìn thấy bao giờ, tràn ngập hơi thở hoang cổ, lão ta biết chắc chắn đó là yêu hồn cổ. Ân Tĩnh An không nhịn được nuốt nước bọt, lúc này Dương Bách Xuyên duỗi tao duỗi chân đều phát ra hơi thở cường đại hoang cổ, làm trái tim của lão ta không nhịn được run rẩy, bản năng cảm thấy không ổn, bắt đầu sinh ra ý định lùi lại. Nhưng lúc này lại thấy Dương Bách Xuyên mở miệng, phun ra một dòng khí vẩn đục giống như du long ra biển, phất tay một cái, thân thể của lão ta rơi xuống dưới. Ân Tĩnh An vô cùng kinh hoàng, bản năng muốn chạy trốn, lại phát hiện bốn phía có áp lực vô hình hội tụ lại, đường lui chặt đứt. Lúc này Ân Tĩnh An biết không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể nghênh đón địch, gầm lên, chân nguyên vô thượng, thiên địa vô hình, nguyên thần xuất khiếu, chấn cho lão phu. Lực lượng chân nguyên trên người Ân Tĩnh An tăng vọt, thiền trượng mãng xà song đầu trong tay lão ta bùng phát ánh sáng đỏ đậm. Rào mãng xà song đầu hóa thành một hư ảnh dài hơn mười mấy trượng, thô tráng như thùng nước, lao thẳng về phía Dương Bách Xuyên. Hiện tại Dương Bách Xuyên còn khủng bố hơn mãng xà song đầu của Ân Tĩnh An nhiều, 9 yêu hồn quanh người hắn gầm lên, đủ loại ánh sáng chói mắt bùng nổ, hoàn toàn bao vây Dương Bách Xuyên vào bên trong. Cắn nuốt hư ảnh mãng xà song đầu của Ân Tĩnh An trong nháy mắt. Lão chim sẻ Động Đình Nương Nương đứng nơi xa quan sát trận chiến hít một ngụm khí lạnh, bà ta thấy được Dương Bách Xuyên mang theo 9 yêu hồn cường đại trực tiếp xé xác dập nát mãng xà song đầu của Ân Tĩnh An. Thân ảnh của Ân Tĩnh An cũng bị 9 hư ảnh vùi lấp, chỉ có thể nghe được từng tiếng giống giận và tiếng kêu thảm thiết của yêu thú. Sau khi ánh sáng chói mắt tan đi, thân ảnh của Dương Bách Xuyên hiện ra. Ân Tĩnh An ngã xuống dưới chân Dương Bách Xuyên. Lão chim sẻ Động Đình Nương Nương đã đoán trước được cảnh tượng này, 8 hư ảnh yêu hồn trên người Dương Bách Xuyên đối phó với một người mạnh mẽ tăng tu vi lên xuất khiếu kỳ còn chưa đủ nhét kẽ răng. Trong lòng còn nghĩ mua một ân tình của Tiểu Phượng Hoàng, chờ Dương Bách Xuyên gặp nguy hiểm sẽ ra tay cứu hắn, không ngờ trên người Dương Bách Xuyên lại có yêu hồn cổ, còn không muốn sống cắn nuốt 8 viên yêu hồn châu, hơi thở thần hồn bao phủ lấy Ân Tĩnh An. Làm Động Đình Nương Nương mất đi cơ hội biểu hiện. Nhưng bà ta biết mặc dù lúc này Dương Bách Xuyên thắng, nhưng cũng đẩy chính mình đến bên cạnh vực sâu. Cắn nuốt hết 8 yêu hồn cổ cùng một lúc, việc này không phải chuyện đùa, nếu không tiêu hóa được, hậu quả phản phệ chỉ có một đường chết. Lúc này chồn nhỏ trên người Tiểu Phượng Hoàng kêu to muốn lao đến chỗ Dương Bách Xuyên, Tiểu Phượng Hoàng cũng nhấc chân muốn chạy lại bị lão chim sẻ Động Đình Nương Nương ngăn cản, nói, Vương, không thể xúc động. Bây giờ thanh niên kia rất nguy hiểm, hắn cắn nuốt 8 viên yêu hồn cùng một lúc, chúng ta đi qua chỉ gây bất lợi cho hắn, chỉ có thể cầu nguyện hắn có thể chịu đựng được. Tiểu Phượng Hoàng nghe vậy bế chồn nhỏ lên, không cho chồn nhỏ đi qua đó, sau đó nhíu mày nhìn lão chim sẻ nói, chúng ta có thể giúp ca ca không? Ta phù hóa xuất thế có công của hắn, hơn nữa, hắn là ta ca ca. Lúc này lời nói của Tiểu Phượng Hoàng rất dài. Ở trước mặt lão chim sẻ cho Dương Bách Xuyên một cái định vị ca ca, đây là chuyện vô cùng hiếm. Lão chim sẻ Động Đình Nương Nương nghe Tiểu Phượng Hoàng nói, cười khổ, làm sao bà ta có thể không nghe ra ý của Tiểu Phượng Hoàng, muốn bà ta giúp người mà nàng gọi là ca ca. Nhưng nghe thấy Tiểu Phượng Hoàng nói là thanh niên kia trợ giúp nàng phu hóa xuất thế, đây là một ân lớn đối với tộc đàn yêu cầm, cần phải báo đáp. Nhưng quan trọng nhất, bà ta là một đại yêu ngũ chuyển.
nhưng đối mặt với tình huống bây giờ của Dương Bách Xuyên cũng không thể giúp được điều gì. Nhìn Tiểu Phượng Hoàng, lão chim sẻ nói, vương, không phải ta không giúp mà là không thể giúp, không thể xuống tay được. Thanh niên kia, cũng chính là ca ca của ngài, nuốt 8 yêu hồn cổ cùng một lúc, chuyện này thực sự không phải chuyện đùa, ta không có biện pháp áp chế, lực lượng thần hồn của 8 yêu hồn cổ hợp lại vượt xa ta. Hơn nữa hắn còn có dấu hiệu hóa ma, hai tình huống chồng lên nhau, lực lượng bên ngoài không dễ nhúng vào, nếu không khả năng cao sẽ làm phản. Hiện tại chỉ có thể yên lặng đứng xem, nhưng vương yên tâm, ta thấy hắn không phải người dễ chịu thua, có lẽ hắn có thể nhịn qua được. Tiểu Phượng Hoàng ngẩng đầu nhìn Động Đình nương nương, hỏi, nếu không chịu nổi thì sẽ ra sao? Lão chim sẻ Động Đình nương nương sửng sốt, sau đó nói, nếu không chịu nổi, ý thức của hắn sẽ bị lực lượng yêu hồn ma diệt, biến thành một sự tồn tại là ma không phải ma, là yêu không phải yêu, hoàn toàn đánh mất lý trí của bản thân, là một ma đầu tràn ngập sát khí. Cuối cùng Động Đình nương nương vẫn nói ra lời nói thật. Chít chít chít. Chồn nhỏ nghe hiểu lời nói của Động Đình nương nương, sốt ruột kêu to. Chồn nhỏ đừng hoảng loạn, ta chỉ nói ra kết quả xấu nhất, nếu vận khí của hắn tốt sẽ không có việc gì. Động Đình nương nương vừa an ủi chồn nhỏ, đồng thời cũng nói cho Tiểu Phượng Hoàng nghe. Grau grau grau. Lúc này bên ngoài thành yêu quang vang lên từng tiếng gầm rú, xông thẳng trời cao. Lại xuất hiện hơi thở cường đại của yêu thú. Động Đình nương nương nhíu mày. Lạnh lùng nói, hạng người gian trá đó rất biết nhặt của hời, lúc này mới xuất hiện. Nói xong, bà ta mở miệng nói, yêu cầm tam chuyển đi ra ngoài thành. Lúc này đám yêu thú trốn tránh ở thành yêu quang đã xuất hiện, bà ta sẽ không làm cho đám yêu thú đó nhặt của hời, dù sao cũng tìm được Tiểu Phượng Hoàng, mấy cao thủ nhân tộc trong thành yêu quang cũng đã bị hủy diệt, số còn lại cũng chạy trốn hết, không cần phải liều mạng với đám nhân tộc chưa chết trong thành. Có yêu thú khác xuất hiện, ai muốn lăn lộn thì lăn lộn tiếp, nhiệm vụ chính của bà ta là dẫn Tiểu Phượng Hoàng rơi đi, chẳng qua lúc này Tiểu Phượng Hoàng hoàn toàn đặt sự chú ý lên trên người thanh niên kia, không có ý muốn rời khỏi, bà ta chỉ có thể tạm thời ở lại cùng. Lúc này đám yêu thú vọt vào thành yêu quang, trong đó có 4 hơi thở cường đại, đều là cấp bậc tứ chuyển. Nhưng đại yêu ngũ chuyển Động Đình nương nương không hề sợ, hơn nữa bà ta xuất lĩnh hàng ngàn hàng vạn yêu cầm tam chuyển. Còn có 3 tứ chuyển đỉnh phong, việc gì phải để ý đến đám yêu thú kia? Lo lắng duy nhất chính là cao thủ nhân tộc, người khác không biết nhưng làm đại yêu ngũ chuyển, bà ta biết rõ nhân tộc có cao thủ. Thành yêu quang bị phá, mặc dù là vấn đề xuất hiện bên trong, do một tay thanh niên kia tạo thành, nhưng bọn họ cũng thật sự tiến vào thành yêu quang, nếu có cao thủ nhân tộc xuất hiện, tốt nhất phần áp lực này để dám yêu thú kia gánh vác. Vèo vèo vèo. Lúc này 3 yêu cầm tứ chuyển đỉnh phong bay đến, hóa thành hình người, hành lễ với Tiểu Phượng Hoàng. Yêu cầm Sơn Ưng bái kiến vương. Yêu cầm Thanh Uyên bái kiến vương. Yêu cầm Sơn Tước bái kiến vương. Đừng nhìn Tiểu Phượng Hoàng vừa mới phu hóa, nhưng lại là một thần cầm, trời sinh có huyết mạch áp chế, vì vậy dù là đại yêu ngũ chuyển hay 3 yêu cầm tứ chuyển đỉnh phong đều phải thăm viếng nàng. Hơn nữa tộc đàn yêu cầm chúng nó đi ra từ đất hoang đều đang tìm kiếm Tiểu Phượng Hoàng, hy vọng thiên hạ yêu cầm rắn mất đi có thể có một chủ nhân. Đứng lên đi, Tiểu Phượng Hoàng nói ra 3 chữ, đôi mắt vẫn nhìn chăm chú vào Dương Bách Xuyên, không thèm liếc nhìn 3 yêu cầm tứ chuyển một cái. Ngược lại 3 yêu cầm đều không để ý thái độ bỏ qua bọn họ của Tiểu Phượng Hoàng, cung kính đứng sang bên cạnh Động Đình nương nương, giống như đối với bọn họ, Tiểu Phượng Hoàng nên như vậy. Grau. Phía đông thành yêu quang vang lên tiếng gầm rú rung trời, ngay sau đó mấy người thấy được một con gấu đen tràn ngập yêu khí xuất hiện, xông thẳng đến chỗ bọn họ. Tản ra bảo vệ thanh niên kia, không cho bất cứ sinh linh nào đến gần. Lão chim sẻ Động Đình nương nương nhìn gấu đen, phân phó 3 người Sơn Ưng. Cái này, Sơn Ưng hòa thành một người đàn ông trung niên, nghe thấy Động Đình nương nương nói vậy rất khó hiểu. Ông ta không nghĩ ra được tại sao phải bảo vệ một nhân tộc đáng giận. Mặc dù thiếu nữ Thanh Uyên và Sơn Tước không nói gì, nhưng cũng tràn ngập khó hiểu. Âm thanh thanh thúy của Tiểu Phượng Hoàng vang lên, hắn là ca ca của ta. Một câu đơn giản nhưng lại làm 3 người Sơn Ưng chấn động. Đùa kiểu gì vậy, đường đường là thần cầm Phượng Hoàng lại gọi một tiểu tử nhân tộc là ca ca. Hắn đảm đương nổi hả?
Cũng may lão chim sẻ mở miệng giải thích, vương của chúng ta phù hóa xuất thế là công lao của thanh niên kia, hắn chính là ân nhân của tộc đàn yêu cầm chúng ta, ngươi không cần hỏi nhiều, bảo vệ tốt hắn, hiện tại hắn rất nguy hiểm, xem ra yêu hùng hướng về phía hắn. Cần tuân vương. Cuối cùng ba người Sơn Ưng cũng hiểu nguyên nhân tiểu Phượng Hoàng gọi tiểu tử nhân tộc là ca ca, ba người tản ra xung quanh Dương Bách Xuyên 30 mét, bảo hộ hắn. Growl. 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 Đúng lúc này lại xuất hiện ba tiếng gầm rú liên tiếp, lại một con bạch hổ xuất hiện phía tây, phía nam xuất hiện một con báo đốm vàng, phía bắc xuất hiện một con thanh lang. Vừa lúc hiếm cứ bốn phương vị đông tây nam bắc thành yêu quang, bao vây đám người động đình nương nương. Bốn yêu thú này đều là tứ chuyển, một đám lóe lên ánh sáng yêu dị nhìn chằm chằm tám hư ảnh thần hồn vần quanh bên người Dương Bách Xuyên. Growl. Ngay sau đó gấu đen gầm to, yêu khí đen nhánh trên người bốc lên, hóa thành một người đàn ông cao to vạm vỡ ngực trần. Tiếp theo bạch hổ hóa thành một lão giả đầu bạc râu bạc, trong tay cầm một cây thiền trượng, bên trên treo một hồ lô rượu. Báo đốm hóa thành một thanh niên hơn 20 tuổi. Cuối cùng thanh lang hóa thành một người đàn ông trung niên âm trầm. Bốn yêu thú có cấp bậc tương đương với tu sĩ nguyên anh nhân tộc. Yêu thú yêu cầm đến tự chuyển hóa hình để tiết kiệm năng lượng cũng không kỳ quái. Lão chim sẻ động đình nương nương híp mắt, liếc nhìn bốn người không lên tiếng, trong lòng lại đoán được mục đích của bốn thú, đơn giản đến vì la phù động thiên trên người Dương Bách Xuyên. Quả nhiên, tráng hán hắc hùng yêu sau khi hóa thành hình người giống như tháp sắt tiến lên một bước, mắt nhìn chằm chằm vào lão ma tước động đình nương nương, thô lỗ ngông cuồng nói, vị đồng đạo này, trên người tiểu tử kia có la phù động thiên. Tất nhiên cũng có những bảo vật quý giá khác, lão hùng ta không tham lam, hôm nay chỉ muốn một phần có được không? Ba người còn lại không nói gì nhưng đặt ánh mắt lên người lão ma tước động đình nương nương, giống như đại hán hắc hùng là do bọn họ phái ra bỡn cợt. Động đình nương nương quét mắt liếc bốn người, hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tử kia có ơn với quần tộc yêu cầm ta, nếu các người dám có ý đồ với hắn thì đừng trách bổn cung ra tay độc ác. Động đình nương nương nói xong thì dừng lại một chút rồi nói tiếp, nói tới thì hắn cũng là ân nhân của quần tộc yêu thú các ngươi, đừng quên ngàn vạn thú non yêu thú bị trấn áp trong thành yêu quang cũng có tộc nhân của các ngươi, sao bây giờ lại muốn lấy oán báo ơn? E hèm! Lúc này bạch hổ biến thành lão giả tằng hắng một cái mở miệng nói, các hạ nói nhiều lý do đường hoàng như vậy đơn giản là muốn ăn một mình mà thôi. Lão phu phải nhắc nhở một câu, tiểu tử kia cắn nuốt yêu hồn châu mạnh mẽ. Bây giờ đang bị cắn trả, nếu giờ phút này không bắt lại thì đợi lát nữa chúng ta ai cũng đừng hòng lấy được bất kỳ cái gì, chỉ bằng hai bên chúng ta liên thủ, chia đều con dê béo này không phải tốt hơn sao? Hừ! Đúng vào lúc này một tiếng hừ lạnh vang vọng phía chân trời thành yêu quang, giọng nói như sấm rền từ bốn phương tám hướng truyền tới. Quả nhiên không hổ danh là một đám súc sinh không có nhân tính. Lại là một giọng nói giả nua, từ xa mà đến gần. Lần này chẳng những bốn người bên phía hắc hùng thay đổi sắc mặt mà cả lão ma tước động đình nương nương cũng nhíu mày, bọn họ không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Trong lúc bất chi bất giác, mấy người phát hiện chẳng biết ở đây đã xuất hiện hai nhân tộc một già một trẻ từ bao giờ. Tuy rằng đều cách nhóm hắc hùng yêu và nhóm lão ma tước động đình nương nương khá xa nhưng lại khiến hai bên đều không phát hiện ra một cách chính xác, điều này chỉ có thể cho thấy hai nhân tộc vừa xuất hiện kia là cao thủ. Chỉ có động đình nương nương biết một già một trẻ này chính là cao thủ xuất khiếu kỳ của nhân tộc. Hắc hùng yêu bị ông lão chửi là súc sinh lập tức bùng nổ, ông ta nổi giận gầm lên một tiếng, không hề nghĩ ngợi có đánh thắng được hay không đã xông về phía ông lão. Hắc hùng yêu hóa thành đại hán tháp sắt lắc mình đã lao tới chỗ cách hai nhân tộc hơn trăm thước, bàn tay giơ lên lập tức biến thành một cái chân gấu sắc bén, phổ tới ông lão mắng bọn họ là súc sinh. Hừ, nghiệp chướng không biết sống chết. Chỉ thấy ông lão hừ lạnh một tiếng, tùy ý đưa lên vung về phía hắc hùng yêu biến thành đại hán tháp sắt, một tiếng răng rắc do xương gãy lập tức vang lên, hắc hùng yêu như con diều bị đứt dây văng ra ngoài. A, à, giống, hắc hùng yêu kêu thảm thiết trong lúc bay ngược, ầm một tiếng rơi xuống đất, bay ra xa hơn 10 thước, cơ thể cường tráng rắn chắc đập mạnh xuống đất, làm giấy lên một trận bụi bặm, không chống lại được cả một đòn của ông lão. Ngay sau đó chỉ thấy dưới chân ông lão nhân tộc khẽ động. Muốn xông tới nhổ cỏ tận gốc, lại bị thiếu niên áo trắng bên cạnh kêu lại, tiểu dư, dừng tay. Tên súc sinh này giết chết là được, rõ ràng tiểu tử kia cũng coi như ân nhân của yêu tộc ông ta,
thế mà không báo ân, ngược lại còn muốn hại người, giữ lại có tác dụng gì? Ông lão được thiếu niên áo trắng gọi là Tiểu Dư tuy rằng hùng hùng hổ hổ nhưng cuối cùng vẫn dừng tay. Xem từ đối thoại của hai người thì hiển nhiều người áo trắng không phải thiếu niên như dáng vẻ bên ngoài mà là một nhân vật cùng thế hệ ngang hàng với ông lão. Nhưng kỳ lạ là thoạt nhìn hai người cùng bối phận nhưng thiếu niên áo trắng lại gọi ông lão là Tiểu Dư, có chút quái dị. Thôi bỏ đi, ta và ngươi ra ngoài để giải quyết vấn đề, không phải đánh giết để tạo ra nhiều giết chóc hơn. Tuy Hắc Hùng yêu có lỗi, nhưng thành yêu quang bắt thú non của yêu thú càng không nên, xuất hiện cục diện như ngày hôm nay cũng là chuyện nằm trong dự liệu. Bây giờ chỉ hy vọng đừng chết nhiều sinh linh hơn, thiếu niên áo trắng chậm rãi nói. Ông lão chau mày bảo, chủ nhân, ngài luôn mềm lòng như vậy, chuyện tiếp theo để ngài xử lý đi, ta không nhúng tay vào là được. Ông lão bị thiếu niên áo trắng gọi là Tiểu Dư đối mặt với thiếu niên áo trắng lại cung kính gọi là chủ nhân. Bên kia đại hán Hắc Hùng yêu từ dưới đất đứng lên, vẻ mặt hoảng sợ nhìn ông lão và thiếu niên áo trắng. Bây giờ ông ta mới phản ứng lại, hai nhân tộc kia chính là cường giả, không dám có chút động thái khác thường nào nữa. Lúc này chỉ thấy thiếu niên áo trắng tiên lên một bước, nét mặt không có chút dao động mà mỉm cười, chậm rãi đi vào trong. Thế nhưng như vậy lại khiến bốn người do Hắc Hùng yêu, Bạch Hổ yêu, Thang Lang, Hoa Ban báo biến thành tỏ ra kiêng dè. Bọn họ bất giác lùi về sau, giữ vững khoảng cách với thiếu niên áo trắng. Chỉ có lão ma tước Động Đình nương nương đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thiếu niên áo trắng, trong đầu lại nghĩ nếu cao thủ nhân tộc này dám động vào thanh niên vẫn đang bị cổ yêu hồn hoàn quấn quanh người thì bà ta sẽ ra tay đánh cược một lần. Chuyện bà ta đã nhận lời với Phượng Hoàng Vương giả thì không thể không làm tốt. Cũng may lúc thiếu niên đi tới ánh mắt chỉ lướt qua người bà ta rồi dừng lại trên người Bạch Hổ yêu. Sau đó mở miệng nói, Bạch Hổ, bổn quân biết ngươi chính là tộc Bạch Hổ trăm năm trước bước ra từ địa hạt Đại Hoang, đặt chân trong ngọn núi phạm vi 300 dặm trong thành Yêu Quang, mặc dù có sai lầm nhỏ nhưng vẫn không tính là quá đáng, vì vậy bổn quân có thể tha thứ. Hôm nay thừa dịp thành Yêu Quang đại loạn, ngươi lại sai khiến quần tộc muốn đến đây giết hại sinh linh, đã phạm vào kiêng kỵ của bổn quân, bởi vì kể từ hôm nay Châu Nam Sơn không giữ ngươi lại được nữa. Mang theo chúng yêu dưới tay ngươi quay về Đại Hoang đi, ngươi có gì dị nghị không? Mặc dù lời nói của thiếu niên áo trắng không nóng không lạnh nhưng trong giọng nói lại tràn đầy không cho phép nghi ngờ, nghe giống như đang ra lệnh. Hơn nữa sau khi hắn ta nói xong thì toàn thân tỏa ra một luồng uy áp như núi cao. Thứ này thoáng cái khiến toàn thân Bạch Hổ yêu chấn động, nội tình của ông ta bị thiếu niên áo trắng thoát cái nói toạc ra, vốn dĩ ông ta đứng đầu tứ yêu. Ông ta lại biết một số bí mật cổ xưa của Sơn Hải Giới, vì vậy ban đầu ông ta mới nấp phía sau không lộ diện. Bây giờ ông ta nhìn thiếu niên áo trắng phía trước thì âm thầm cảm thấy may mắn vì cũng may bản thân không ra mặt, nếu không hậu quả khó mà lường được. Trong đầu ông ta cũng nhớ tới một tin đồn hãi hùng khiếp phía. Ông lão do Bạch Hổ yêu biến thành đối mặt với thiếu niên áo trắng thì toàn thân run rẩy. Ông ta nhắm mắt nói, xin hỏi tiền bối chính là giới diện sứ giả đúng không? Thiếu niên áo trắng nhìn chằm chằm vào ông lão Bạch Hổ yêu, cười ha ha nói, ngươi biết không ít đấy. Mặc dù không nói phải nhưng cũng không nói không phải, điều này tương đương với việc biến tướng thừa nhận hắn ta chính là giới diện sứ giả. Bạch Hổ yêu biến thành ông lão nghe vậy thì toàn thân run lên, ông ta cúi đầu dưới ánh mắt của thiếu niên áo trắng rồi lập tức vội vàng nói, tiểu yêu từng nghe trưởng bối trong tộc nói về lời đồn sứ giả Sơn Hải Giới, hôm nay nhìn thấy chân quân thật không uổng phí. Chân quân yên tâm, tiểu yêu sẽ dẫn theo những huynh đệ này trở về Đại Hoang. Ông ta nói xong thì phất tay với Hắc Hùng, Thanh Lang, Hoa Ban báo bên cạnh, ngay sau đó biến thành yêu quang bay về phía chân trời rời khỏi thành yêu quang. Đương nhiên lúc đi ông ta còn thét dài kêu gọi tất cả yêu thú trong thành yêu quang, trong 10 hơi thở ngắn ngủi tất cả yêu thú đã đi sạch. Lúc này thiếu niên áo trắng mỉm cười nhìn về phía lão ma tước, mở miệng đã kéo thấp bối phận của bà ta, tiểu ma tước. Ngươi thì sao? Lão ma tước Động Đình nương nương bị thiếu niên áo trắng gọi là tiểu ma tước không hề dám tức giận chút nào, bởi vì từ trong đối thoại của thiếu niên áo trắng và Bạch Hổ yêu bà ta đã mơ hồ biết thân phận của thiếu niên mang theo mỉm cười trước mắt. Thân là đại yêu ngũ chuyển hiển nhiên kiến thức sẽ không tệ. Giới diện sứ giả. Lúc trước khi nghe Bạch Hổ yêu nói ra bốn chữ này, trong lòng lão ma tước Động Đình nương nương đã dậy sóng. Bốn chữ giới diện sứ giả thật sự chính là truyền kỳ ở Sơn Hải Giới.
trong đầu lão ma tước Động Đình Nương Nương hiện lên những lời đồn được lưu truyền từ trước tới nay trong Sơn Hải giới, chính là về giới diện sứ giả. Tương truyền giới tu hành vô cùng mênh mông, Sơn Hải giới chỉ là một tiểu thế giới trong tu chân giới mênh mông mà thôi. Mà giới diện sứ giả lại khống chế thông tin từ Sơn Hải giới tới giới tu hành mênh mông, cũng là sứ giả bảo vệ một phương thế giới. Không ai biết tại sao Sơn Hải giới lại có giới diện sứ giả, nhưng ai cũng biết bên ngoài Thiên Trảm Sơn Hải giới có thế giới tu hành cấp cao hơn, mà muốn vượt qua Thiên Trảm rời khỏi Sơn Hải giới, hướng về thế giới tu hành mênh mông hơn thì nhất định phải trải qua thử thách của giới diện sứ giả mới được. Về phần giới diện sứ giả mạnh bao nhiêu, không ai có thể nói rõ, nhưng có một tin đồn rằng Bổ Thiên Cung Thánh Địa nhân tộc Sơn Hải giới từng có một vị cung chủ khiêu chiến giới diện sứ giả, cũng là bị một chiêu trấn áp. Thời đại hiện tại, lão ma tước biết bên ngoài là thiên hạ của tu sĩ Nguyên Anh cảnh, thế nhưng phía sau đã có cường giả xuất khiếu cảnh tọa chấn, nhưng Bổ Thiên Cung là thế lực siêu cấp thánh địa của nhân tộc, một cung chủ theo lão ma tước thấy tuyệt đối là cường giả số một Sơn Hải giới, thậm chí còn vô cùng có khả năng vượt qua cảnh giới xuất khiếu. Mấy cường giả như vậy còn bị một chiêu của giới diện sứ giả trấn áp, có thể tưởng tượng được giới diện sứ giả có đạo hành như thế nào. Ban đầu lão ma tước còn cho rằng thiếu niên áo trắng và ông lão đều là tu sĩ xuất khiếu kỳ, nhưng hiện tại sau khi thiếu niên áo trắng phóng ra khí thế mạnh mẽ với bạch hổ ye y, ngay cả đại yêu ngũ chuyển như bà ta trong lòng cũng xuất hiện cảm giác vô lực. Nghe thiếu niên áo trắng gọi mình là tiểu ma tước, đại yêu ngũ chuyển là Động Đình Nương Nương không dám có chút bất mãn, bà ta hít sâu một hơi nói, bẩm sứ giả, tiểu yêu không có tâm tư thương hại thanh niên kia, càng không có ý định đến thành yêu quang. Chỉ là muốn nghênh đón vương của tộc ta Phượng Hoàng quay về Đại Hoang. Nhưng thiếu niên bị yêu hồn quấn thân kia có ơn với Phượng Hoàng vương của ta, bây giờ hắn rơi vào nguy cơ hóa ma cắn trả, tiểu yêu cũng chỉ có thể cố gắng hết sức thay Phượng Hoàng vương trả ân đức ấp trứng lúc trước, vẫn phải chuộc tội với sứ giả, đợi thiếu niên kia hóa giải nguy hiểm thì tiểu yêu sẽ dẫn theo quần tộc yêu cầm rời khỏi, trở về Đại Hoang. Hồi tưởng lại lúc trước ông lão cung kính gọi thiếu niên áo trắng là chủ nhân, tu vi của xuất khiếu cảnh của ông già có thể so với cấp bậc tu vi của yêu tộc ngũ chuyển mà cũng chỉ là người hầu của thiếu niên áo trắng, nhưng vậy 8-9 phần 10 thiếu niên áo trắng này chính là giới diện sứ giả trong truyền thuyết. Lão ma tước đã nhận lời tiểu Phượng Hoàng bảo vệ Dương Bách Xuyên nên chỉ có thể kinh hồn bạt vía nói ra những lời này. Không ngờ rằng thiếu niên áo trắng lại gật đầu, tiểu ma tước ngươi xem như có lòng, không lấy oán báo ơn, có ơn tất báo cũng xem như tốt. Quần tộc yêu cầm của ngươi có thể tìm được tiểu Phượng Hoàng, sau này ở Đại Hoang cũng xem như không tệ, sau khi trở về hãy đối xử tử tế với tiểu Phượng Hoàng, sau này sẽ không thiếu một phần cơ duyên của ngươi, tuyệt đối đừng có tâm tư dư thừa. Lão ma tước Động Đình Nương Nương nghe vậy thì toàn thân run lên, lúc bà ta định nói chuyện thì tiểu Phượng Hoàng bên cạnh đã thanh thúy mở miệng, ca ca ta làm sao bây giờ? Xin ngươi mau cứu hắn. Trong lúc nói chuyện tiểu Phượng Hoàng giơ bàn tay nhỏ bé lên chỉ về phía Dương Bách Xuyên, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào thiếu niên áo trắng, không hề có vẻ sợ hãi. Thiếu niên áo trắng nhìn tiểu Phượng Hoàng, khẽ mỉm cười nói, tất nhiên là tới từ đâu thì trở về chỗ đó, có điều tiểu Phượng Hoàng cứ yên tâm, bổn quân sẽ không hại hắn, nhưng hiện tại hắn có nguy cơ bị cắn trả hóa ma, không thích hợp ở lại Sơn Hải giới. Bổn quân trấn thủ Sơn Hải giới không hy vọng Sơn Hải giới xuất hiện một ma đầu. Chỉ có thể để hắn quay về nơi hắn đến mới chính là lựa chọn tốt nhất cho hắn và Sơn Hải giới. Nếu như ngươi lo lắng cho hắn có thể tặng hắn một giọt tinh huyết Phượng Hoàng, sau này có duyên thì các ngươi sẽ gặp lại nhau. Ngươi thân là chim thần Phượng Hoàng có ký ức truyền thừa, tất nhiên sẽ hiểu chẳng có lý gì bổn quân lại lừa gạt ngươi. Đưa hắn rời khỏi Sơn Hải giới mới có thể dẹp yên nguy cơ hắn hóa ma. Tiểu Phượng Hoàng nghe vậy thì gật đầu như ông cụ non, không nhiều lời. Duỗi bàn tay nhỏ bé vung lên một cái, một giọt máu màu tím nhạt lập tức tiến vào ấn đường của Dương Bách Xuyên. Sau đó tiểu Phượng Hoàng ôm chồn nhỏ trong ngực hơi khom người với thiếu niên áo trắng, làm phiền chân quân đưa ca ca ta đi. Không cần khách sáo, người gọi ta là Hóa Thê Lương là được. Thiếu niên áo trắng đối mặt với tiểu Phượng Hoàng cuối cùng cũng nói ra tên của mình Hóa Thê Lương. Hóa Thê Lương nói xong thì hai tay vung vẩy với cổ yêu hồn quấn trên người Dương Bách Xuyên. Chỉ trong nháy mắt đã đánh ra hơn ngàn tia pháp quyết. Ngay sau đó, sau lưng Dương Bách Xuyên, không gian bắt đầu vặn vẹo, ánh sáng bùng nổ, xuất hiện một cánh cửa. Đồng tử của lão ma tước chợt co lại, bà ta nhìn ra thiếu niên áo trắng vậy mà đang sử dụng sức mạnh không gian, khỏi phải nói trong lòng chấn động bao nhiêu. Đi!
Hóa Thê Lương bắt thủ ấn cách không đẩy Dương Bách Xuyên một cái, cơ thể của Dương Bách Xuyên lập tức tiến vào cánh cửa không gian rồi biến mất không thấy gì nữa, sau đó biểu cảm trên mặt Hóa Thê Lương hơi thay đổi, tầm mắt nhìn thoáng qua cơ thể Ân Tĩnh An nằm dưới đất, vung tay lên lấy ra một cái bình gốm màu đen từ trên người Ân Tĩnh An, cười lẩm bẩm, đúng là một tiểu tử si tình, vậy bổn quân cũng giúp ngươi một lần, sau này gặp lại tiểu tử ngươi nợ Hóa Thê Lương ta một nhân tình. Sau khi nói xong, Hóa Thê Lương cũng đưa bình gốm màu đen vào cánh cửa không gian, sau đó hắn ta thu tay lại, cánh cửa không gian lập tức biến mất. Không biết qua bao lâu, trong mơ mơ màng màng Dương Bách Xuyên mở mắt ra, cảm giác đầu tiên là khát nữa, cảm giác vô cùng muốn uống nước. Chuyện này với tu chân giả đã bước vào cảnh giới Nguyên Anh như anh là cực kỳ không hợp lý. Cảm giác đói khát đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Hình như từ lúc bắt đầu bước vào tu chân đã không có cảm giác này nữa. Sau khi trong cơ thể tu chân giả sinh ra chân khí có thể thỏa mãn chức năng vận chuyển cơ thể, chỉ có người bình thường mới có thể cảm thấy đói khát. Vì vậy trong lòng Dương Bách Xuyên thấy vô cùng kỳ lạ, một lát sau cuối cùng ý thức của anh cũng rõ ràng, trong đầu nhớ lại tất cả. Anh nhớ sau khi Ân Tĩnh An cắn nuốt bình gốm phong ấn Thu Nhi, đầu anh lập tức nổ tung, trong lòng tràn đầy ý nghĩ giết chóc. Một lòng chỉ nghĩ tới chuyện giết chết Ân Tĩnh An, báo thù cho Thu Nhi. Sau đó hình như anh Dương Bách Xuyên nghe sư phụ nói muốn xử lý Ân Tĩnh An phải cắn nuốt yêu hồn châu, kế tiếp anh liền cắn nuốt cả 8 viên yêu hồn châu. Về việc này sư phụ còn nhắc nhở anh không được cắn nuốt quá nhiều yêu hồn châu, anh ngược lại còn mắng lão già một câu. Sau đó quả thật 8 viên yêu hồn châu đã sinh ra sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, không nằm trong tầm kiểm soát của anh. Mà ý thức của anh cũng dần dần biến mất. Trong mơ hồ anh nhớ hình như anh đã giết chết Ân Tĩnh An, nhưng sau đó 8 viên yêu hồn châu cũng bộc phát cắn trả, sau cùng ý thức cũng biến mất, quên hết tất cả. Chỉ có điều anh biết lúc ấy anh ở thành Yêu Quang, nhưng bây giờ nơi anh đang ở toàn là sa mạc mênh mông bát ngát, còn có cây hồ dương vươn mình trong cát. Đây là, chẳng lẽ mình đang nằm mơ ư? Dương Bách Xuyên nhìn sa mạc mênh mông tự hỏi, giờ phút này anh đang ở trong sa mạc. Hoàn toàn không dính dáng gì tới thành Yêu Quang. Ọt ọt. Lúc này trong bụng truyền tới một tiếng kháng nghị, khóe miệng cũng khô nứt vô cùng muốn uống nước như trước. Nhất định là nằm mơ rồi, mình đường đường là tu sĩ Nguyên Anh, sao lại đói bụng khát nước được. Dương Bách Xuyên cười khổ tự nói, nhưng ngay sau đó sắc mặt anh trắng bệch. Bởi vì anh phát hiện đói bụng và khát nước là chân thật, cảm giác này không lừa được người. Hơn nữa quan trọng nhất là anh phát hiện một thân tu vi của mình không còn, giống như đã hoàn toàn biến thành một người bình thường. Điều này, làm sao có thể? Một lát sau, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng xác định không phải là mơ, là tồn tại chân thật. Tất cả đều là sự thật, sa mạc là thật, cây hồ dương là thật, anh đói khát là thật, một thân tu vi không còn cũng là thật. Dương Bách Xuyên biết được việc chồn nhỏ bị Tiểu Phượng Hoàng mang đi từ trong miệng sư phụ, mà Tiểu Phượng Hoàng lại tặng anh một giọt tinh huyết Phượng Hoàng, cũng chính một giọt tinh huyết Phượng Hoàng này của Tiểu Phượng Hoàng mới ổn định được đan điền suýt chút nữa đã tan vỡ của anh, mới cho sư phụ thời gian phong ấn Nguyên Anh áp chế cắn trả của bát đại yêu hồn. Như thế cũng coi như Tiểu Phượng Hoàng trả lại ơn ấp trứng của anh, về phần chồn nhỏ bị Tiểu Phượng Hoàng mang theo cũng chưa hẳn là chuyện xấu, Dương Bách Xuyên vẫn yên tâm. Đợi sau này quay về Sơn Hải giới tìm là được. Được rồi, những lời nên dặn vi sư đã dặn xong, sau này con hãy tự giải quyết cho tốt đi. Trong lúc nói chuyện giọng nói của Vân Thiên Tà trở nên im lặng. Lần này toàn thân Dương Bách Xuyên chấn động, anh cảm nhận được rõ ràng hơi thở của sư phụ đã hoàn toàn biến mất. Lão già! Dương Bách Xuyên mắt đỏ bừng hét to một tiếng. Tuy rằng sư phụ nói rằng ông vẫn chưa chết mà chỉ ngủ say nhưng ngủ say cũng không tỉnh lại được nữa, tương đương với đã chết, không có gì khác. Giờ phút này trong lòng Dương Bách Xuyên vô cùng khó chịu. Anh từ dưới đất ngồi dậy muốn dập đầu với lão già một cái, ai ngờ cơ thể khẽ nhúc nhích thì hình như trong tay đụng trúng gì đó. Dương Bách Xuyên cúi đầu nhìn, thì ra là một cái bình gốm đen kịt. Dương Bách Xuyên lập tức chấn động tinh thần, trong lòng kích động mở bình gốm ra. Ngay sau đó từ trong bình gốm tỏa ra ánh sáng màu xám mờ mịt. Tiên sinh. Theo một tiếng tiên sinh run rẩy vang lên, bóng dáng của quỷ tu Ngô Mặc Thu xuất hiện trước mặt Dương Bách Xuyên. Thu Nhi, lúc này trong lòng Dương Bách Xuyên đã hiểu ra,
anh biết bình gốm thần hồn mà Ân Tĩnh An cắn nuốt lúc trước không phải Thu Nhi, có lẽ trên người Ân Tĩnh An không chỉ có một cái bình gốm, mà Thu Nhi còn sống. Sau khi nhìn thấy Ngô Mặc Thu, sự bi thương của Dương Bách Xuyên dành cho sư phụ cũng nguôi ngoai đi phần nào, lần này cắn nuốt một lúc tám đại yêu hồn bị cắn trả, tuy nói rằng cái giá phải trả hơi lớn. Nhưng cũng coi như trong họa có phúc, thật bất ngờ Thu Nhi không chết, không bị Ân Tĩnh An cắn nuốt, cô bé vẫn còn sống. Nhưng còn vấn đề làm cách nào Ngô Mặc Thu đang ở Bình Đào lại có thể xuất hiện cạnh mình, Dương Bách Xuyên cũng không muốn suy nghĩ nhiều nữa, chỉ cần cô bé còn sống là tốt rồi. Chủ nhân. Sau khi Ngô Mặc Thu trấn tĩnh lại, nghe thấy tiếng Dương Bách Xuyên gọi tên của cô, cuối cùng mới chắc chắn đã gặp lại được chủ nhân rồi, không nhịn được nữa nhào vào lòng Dương Bách Xuyên khóc giống lên. Lúc trước cô nhận được tin tức Vương Tông Nhân rơi xuống sườn núi nên cô đi cứu, không hiểu sao lại xuất hiện ở tế đàn Trường Bạch, rồi sau đó tế đàn sụp đổ gặp lại Dương Bách Xuyên, chưa kịp nói chuyện với nhau câu nào đã bị cơn lốc trong quyển tịch xuất hiện cuốn vào trong sơn hải giới. Ngô Mặc Thu biết rõ chủ nhân Dương Bách Xuyên chắc chắn cũng đã bị cơn lốc cuốn vào trong sơn hải giới, ở một thế giới hoàn toàn xa lạ, cô đưa Vương Tông Nhân đi khắp thế giới kiếm chủ nhân nhà mình. Sự chua xót và gian khổ trong lòng người ngoài không thể nào thấu hết. Tuy trong thời gian này có cơ duyên luyện tu vi đạt đến kim đan đại viên mãn, nhưng cuối cùng lại đụng phải cao thủ nguyên anh hậu kỳ của thương hội âm dương rồi bị phong ấn vào trong bình đào. Khi đó Ngô Mặc Thu nghe Tề Mặc muốn đưa cô cho một đại lão chân chính ở thành Yêu Quang để luyện công, vốn tưởng rằng cuộc đời này không còn cơ hội được gặp lại chủ nhân nữa, ai ngờ bây giờ lại còn sống sờ sờ gặp lại được chủ nhân Dương Bách Xuyên. Mấy năm nay phải chịu tủi nhục và cực khổ sau khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên, cuối cùng Ngô Mặc Thu không nhịn được nữa ôm Dương Bách Xuyên nghẹn ngào òa khóc. Dương Bách Xuyên có thể hiểu được nỗi tủi thân trong lòng cô bé, để mặc Ngô Mặc Thu nằm thút thít nỉ non trong lòng mình. Một lát sau mới vỗ nhẹ nhẹ bả vai Ngô Mặc Thu nói, được rồi, Thu Nhi đừng khóc nữa, mọi thứ đã qua hết rồi, chúng ta sẽ rời khỏi sơn hải giới trở về trái đất, bây giờ chúng ta về nhà thôi. Ngô Mặc Thu nghe xong toàn thân run lên, chủ nhân. Chúng ta về trái đất rồi sao? Cô vừa ra ngoài đã nhìn thấy Dương Bách Xuyên cũng chưa nhìn rõ tình cảnh trong sa mạc, bây giờ nghe Dương Bách Xuyên nói đã trở về trái đất rồi cô cảm thấy xúc động vô cùng. Ừ. Chúng ta về rồi. Khi nói chuyện này thật ra Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy có cảm giác không chân thật như đang nằm mơ vậy, nhưng sư phụ đã nói về đến trái đất rồi vậy thì chắc chắn không sai. Hơn nữa bây giờ sau khi tỉnh lại hắn cũng phát hiện nơi này thật sự có không khí mà chỉ có trái đất mới có. Vốn còn tưởng muốn trở về cần tốn thời gian và sẽ gặp nhiều khó khăn, không ngờ lại đơn giản hơn dự tính của mọi người nhiều. Theo ý định thì hắn muốn quay về thành tán tu tìm huynh đệ Gia Cát trước sau đó đi đến Đại Lục Trung Sơn tìm kiếm đường thông đến Sơn Hải rồi trở lại trái đất, nhưng khi đang trên đường đến thành Yêu Quang lại tìm lại được nhị đồ đệ và Ngô Mặc Thu, còn dễ dàng về được trái đất. Trong lúc này bỏ qua những khó khăn phát sinh, cần có thể trở về lúc cách đây hơn 5 năm, việc này hoàn toàn khiến Dương Bách Xuyên thổn thức đấy. Cũng may mà có giới diện sứ giả mà sư phụ gọi là Hóa Thê Lương đưa hắn trở về, xem ra bây giờ Thu Nhi có thể xuất hiện bên cạnh hắn cũng là bút tích của Hóa Thê Lương, theo lời sư phụ nói thì Hóa Thê Lương là người đã trực tiếp mở cổng không gian đưa hắn về trái đất đấy. Bản lĩnh thần thông như thế Dương Bách Xuyên không thể nào tưởng tượng nổi, hắn đã ghi tạc người tên Hóa Thê Lương này vào lòng. Chỉ tiếc là con trồn chưa quay về, vẫn chưa tìm được những người khác. Không thể đến thành tán tu để đón tiểu hòa thượng đi, chưa gặp được huynh đệ Gia Cát, lại còn chưa kịp nói lời tạm biệt với Diệp Vô Tâm, còn cả Lê Nặc, yêu vương Tiểu Bạch, chưa đến Đại Hoang cùng vợ chồng anh lớn kết nghĩa Bạch Khởi vào địa hạt Đại Hoang trêu chọc khỉ một chút. Tuy rằng trong lòng có phần tiếc nuối nhưng so với việc giờ đây Dương Bách Xuyên có thể trở về trái đất thì trong lòng hắn lại càng vui vẻ hơn. Về phần những người thân bạn bè ở Sơn Hải Giới, Dương Bách Xuyên nghĩ rằng sau này sẽ quay lại đó tìm họ. Nếu như có thể đi ra ngoài thì chắc chắn sẽ có cách để đi vào lại Sơn Hải Giới. Nơi Hóa Thê Lương mở cổng không gian đưa hắn ra ngoài không phải một nơi nào trên trái đất mà lại là sa mạc, những người thông hiểu đạo lý huyền diệu chắc chắn có ý nghĩ sâu xa, cho nên trong lòng Dương Bách Xuyên suy nghĩ xem lát nữa nên điều tra xem ở sa mạc này có phải có chỗ nào đặc biệt hay không, nói không chừng rất có thể sẽ tìm ra đường thông đến Sơn Hải Giới. Ngô Mặc Thu sau khi được Dương Bách Xuyên đã bình tĩnh lại, mặt lập tức biến sắc như nhớ ra gì đó,
cô đột nhiên quỳ xuống trước mặt Dương Bách Xuyên. Thu Nhi đứng lên đi, đừng cứ hở chút là lại quỳ xuống, không phải anh đã nói với đừng quỳ nữa sao? Dương Bách Xuyên nhíu mày. Ngô Mặc Thu khóc nức nở nói, chủ nhân, em đã không bảo vệ được anh, suýt nữa anh đã có thể bị giết mất rồi. Dương Bách Xuyên nghe xong hơi sững sờ, lập tức cười phá lên ha hả, đỡ Ngô Mặc Thu đứng dậy rồi bắt đầu kể lại chuyện xảy ra với hắn ở Sơn Hải Giới. Sau đó hắn gặp được Vương Tông Nhân ở thành Yêu Quang rồi gây một trận náo loạn lớn ở thành Yêu Quang. Đợi Dương Bách Xuyên nói xong, Ngô Mặc Thu vừa mừng vừa sợ, không ngờ Dương Bách Xuyên hiểu lần cô bị Ân Tĩnh An cắn nuốt nên đã chém chết Ân Tĩnh An báo thù cho cô. Trong lòng cô vô cùng cảm động, hình bóng Dương Bách Xuyên trong mắt Ngô Mặc Thu lấp lánh rực rỡ vô cùng. Sau khi Dương Bách Xuyên sau khi nói xong, trong lòng khẽ động đưa nhị đồ đệ Vương Tông Nhân ở núi La Phù ra ngoài. Vương Tông Nhân vừa ra đã nhìn thấy Ngô Mặc Thu, trong mắt cũng đỏ hoe, Ngô Mặc Thu vẫn chưa chết, trong lòng cậu ta cuối cùng cũng không còn thấp thỏm nữa, nếu không sau này cậu ta cũng không biết phải đối mặt với sư phụ như thế nào nữa. Ba người trò chuyện cùng nhau, kể đến phần mình ai cũng thút thít không thôi, nhưng có thể trở về rồi trong lòng ai cũng rất vui vẻ. Sau khi Dương Bách Xuyên nhìn Ngô Mặc Thu, thấy chân linh thể của cô vô cùng mờ nhạt, rõ ràng đã trúng quá nhiều thương tích nặng nề. Hắn nói, Thu Nhi thần hồn của em không ổn lắm, để anh đưa em vào điện La Phù để phục hồi lại. Ngô Mặc Thu gật đầu nhẹ nhàng, thật sự khi cô đụng độ với Tề Mặc ra tay quá nặng khiến cô bị tổn lớn, hơn nữa thần hồn còn bị phong ấn vào trong đào bình, vật chuyên môn giam cầm thần hồn, khiến cho mỗi ngày đều cảm thấy suy sụp, chẳng qua bây giờ vừa được đoàn tụ với Dương Bách Xuyên nên mới cố gắng chịu đựng, cô chắc chắn cần phản điều dưỡng thật tốt mới có thể phục hồi được. Lập tức Dương Bách Xuyên vung tay lên thu Ngô Mặc Thu thu vào La Phù động thiên đặt trực tiếp ở điện La Phù, hơn nữa còn dùng ý niệm dặn dò khí linh lão quỷ mới ở La Phù động thiên mới chăm sóc Ngô Mặc Thu thật tốt, kêu lão quỷ giúp Ngô Mặc Thu tìm một ít thiên tài địa bảo để hồi phục thần hồn. Bây giờ lão quỷ đã trở thành khí linh La Phù động thiên mới, hoàn toàn biết rõ trong La Phù động thiên có thiên tài địa bảo gì, hơn nữa La Phù động thiên còn có nhiều mà linh dược và nhiều thứ khác. Nhưng bây giờ là nơi cất giấu những vật quý của Dương Bách Xuyên. Sắp xếp để Ngô Mặc Thu vào điện La Phù điện tu dưỡng là vì bản thân điện La Phù rất đặc biệt có thể trợ giúp rất nhiều cho việc phục hồi thần hồn, để Ngô Mặc Thu ở đó là thích hợp nhất. Điện La Phù cũng là nơi quan trọng nhất trong cả La Phù động thiên, bên trong có vô số các loại sách cổ về bí pháp tu luyện, Dương Bách Xuyên có suy nghĩ, đợi sau khi trở về sẽ đặt La Phù động thiên vĩnh cửu ở quê nhà Vân Môn. Biến Vân Môn trở thành thánh địa tu luyện chân chính trên trái đất. Đợi sau khi Ngô Mặc Thu vào La Phù động thiên, Dương Bách Xuyên quay đầu nói, A Nhân, cậu đi nhìn xung quanh xem có trận pháp nào hay không. Vi sư suy đoán rằng Hóa Thê Lương đưa vi sư đến đây là có ý sâu xa nào đó, rất có thể ở đây sẽ có một con đường thông đến một nơi nào đó ở Sơn Hải. Vâng, sư phụ, con lập tức đi xem. Vương Tông Nhân cũng biết bây giờ sư phụ nhà mình không khác gì người bình thường cả, không thể nhìn ra được có trận pháp gì hay không, mà cậu ta là đồ đệ lại có tu vi kim đan trung kỳ, giúp đỡ chăm sóc sư phụ là trách nhiệm lớn nhất hiện tại. Sau khi nhìn thấy đồ đệ rời đi, Dương Bách Xuyên cười khổ trong lòng, không ngờ có một ngày hắn suy bại đến mức phải để đồ đệ bảo vệ chăm sóc mình. Bây giờ hắn vẫn không biết sa mạc này lớn bao nhiêu, nó thuộc vùng sa mạc ở Trung Quốc hay là sa mạc ở nước ngoài. Không lâu sau, Vương Tông Nhân bay tới, gương mặt vui vẻ nói, sư phụ, đúng như sư phụ nói thì cách rừng Hồ Dương khoảng 300 mét có một trận pháp, nhưng con nhìn không biết có phải là một trận pháp không gian hay không, có phải trận pháp thông đến Sơn Hải Giới hay không. Đưa tôi đến đó xem, trong lòng Dương Bách Xuyên khẽ động nói ra. Mấy phút đồng hồ sau Dương Bách Xuyên đi theo đồ đệ đi vào nơi cách rừng Hồ Dương 300 mét, nhìn thấy trận pháp Vương Tông Nhân phát hiện ra. Vừa nhìn đã chắc chắn đó là trận pháp dịch chuyển không gian, cái này đã nói lên rằng đên là trận pháp dẫn dường đến Sơn Hải Giới. Hơn nữa trận pháp này là trận pháp dịch chuyển vô cùng hoàn chỉnh, nếu như không có năng lượng linh thạch chống đỡ thì không thể dịch chuyển, chỉ cần để linh thạch dịch chuyển vào là có thể sử dụng. Dương Bách Xuyên mừng rỡ trong lòng, chỉ cần có trận pháp này ở rừng Hồ Dương Lâm, sau này nếu muốn trở lại Sơn Hải Giới cũng có thể dễ dàng trở về bất cứ lúc nào. Sau khi đánh dấu lại thì Vương Nhân Tông đã hoàn toàn vùi lấp trận pháp, đề phòng xảy ra vấn đề gì đó. Sau đó hai thầy trò mới chuẩn bị rời đi,
sớm trở về quê nhà mới là ước mong trong lòng hai người, tính toán thời gian thì từ lúc rời khỏi nhà đến núi Trường Bạch đi vào Sơn Hải giới, trải qua nhiều năm gian khổ, cộng tất cả lại thì ước chừng cũng hơn 5 năm, đã 6 năm rồi. Hiện giờ ngoài việc có thể sử dụng linh thức nhưng lại không thể sử dụng ở bên ngoài ra, Dương Bách Xuyên cũng chỉ có thể dùng ý niệm để giao tiếp với La Phù Động Thiên và không gian bình càn khôn, hoàn toàn là một người bình thường. La Phù Động Thiên và bình càn khôn đều là bảo vật luyện hóa của hắn, cho nên chỉ cần khẽ động tâm niệm là có thể sử dụng chúng, mặc dù linh thức có thể sử dụng nhưng anh lại không dám dùng. Sư phụ từng nói, anh không được sử dụng linh thức dễ dàng, để tránh cho lực lượng của tám đại yêu hồn cắn ngược lại, song không thể phong ấn lại được, đừng để bản thân rời vào cảnh kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bởi vậy hiện tại Dương Bách Xuyên đến bay còn không bay được nữa là. Ngược lại thì nhị đồ đệ có tu vi kim đan trung kỳ, đã trở thành cao thủ. Lúc xoay người rời đi, Vương Tông Nhân lúng túng nói, vậy thì sư phụ, hay là đệ tử mang ngài bay nha? Trong giọng nói của Vương Tông Nhân có chút xấu hổ, nhưng cũng rất cẩn thận, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của sư phụ. Dương Bách Xuyên nhìn dáng vẻ có phần xấu hổ của nhị đồ đệ Vương Tông Nhân, anh biết ngay là cậu ta đang lo cho thể diện của sư phụ nhà mình rồi. Trong ba đồ đệ thì chỉ có nhị đồ đệ là hiền lành chất phác nhất, Dương Bách Xuyên khẽ mỉm cười, sau cứ nói thẳng nhé, tu vi của vi sư chỉ tạm thời biến mất thôi, còn phải dựa vào nhị đồ đệ là cậu, vi sư rất vui. Nhưng mà cậu không cần phải mang theo vi sư bay trên không, từ hôm nay trở đi tất cả hành động của vi sư đều phải làm giống như người thường. Vương Tông Nhân cười thật thà, hỏi, sư phụ, nơi này là sa mạc mênh mang, con trực tiếp mang người bay ra là được, sao người còn phải hành động giống như người thường? Vì tu hành, vì lĩnh ngộ đại đạo, vì có thể sớm ngày khôi phục tu vi. Lúc Dương Bách Xuyên nói ra lời này cũng thấy hơi phiền muộn. Nhưng đây là mấy lời mà lão già đã dặn dò, anh bắt buộc phải nghe. Hơn nữa cũng biết sau khi cảnh giới tu vi đạt tới cảnh giới nguyên anh, chủ tu chính là thần hồn, chú trọng vào việc cảm ngộ thiên đạo thiên nhiên, mà lão già từng nói, mọi thứ trên thế gian này đều là đạo, chỉ đợi xem cá nhân có thể ngộ đạo được hay không mà thôi. Hiện tại anh không có dự định để đồ đệ Vương Tông Nhân cõng anh thoát khỏi sa mạc, anh có quyết định đi ra ngoài là do vâng theo nguyện vọng của lão già, khổ hạnh cũng là tu hành. Anh không giải thích quá nhiều với Vương Tông Nhân cũng không hỏi lại nhiều, bản thân cậu ta chính là một người có tính cách trầm ổn. Sau đó, hai thầy trò đổi hướng tiếp tục đi về phía trước. Trong nơi sâu là rừng Hồ Dương, bên trong đó cực kỳ lớn, đi bộ hơn một tiếng đồng hồ mà anh vẫn chỉ quanh quẩn trong rừng Hồ Dương. Lúc này Dương Bách Xuyên cảm thấy không đúng, nếu trận pháp không gian truyền tống chỉ xuất hiện ở sâu trong rừng Hồ Dương. Vậy việc bản thân rừng Hồ Dương chính là trận pháp cũng không có gì kỳ lạ. Tuy rằng hiện giờ anh không có tu vi nhưng kiến thức vẫn còn, hơn nữa bên người còn một đồ đệ với tu vi kim đan trung kỳ, đương nhiên việc phá trận không phải chuyện gì khó. Cũng nhân cơ hội này, Dương Bách Xuyên cố ý truyền dạy trận pháp chỉ đạo cho Vương Tông Nhân, nhờ vậy mà anh phát hiện ra rằng vị đồ đệ chất phác này cực kỳ có thiên phú đối với trận pháp, thường có thể suy một ra ba. Vương Tông Nhân nhanh chóng tìm được sinh môn dưới sự chỉ bảo của Dương Bách Xuyên, mười mấy phút sau, hai thầy trò đã thoát khỏi rừng Hồ Dương. Vương Tông Nhân vừa thoát ra đã lập tức nói, sư phụ, hình như bên kia có một tấm bia đá. Đi qua xem thử đi. Sau khi hai người nhìn thấy tấm bia đá, trong lòng kích động cực kỳ, bởi vì trên tấm bia đá có hai loại văn tự giới thiệu, một loại là chữ giản thể của Trung Quốc, một loại khác là chữ của dân tộc Duy Ngô Nhĩ. Bên trên đó viết rằng vị trí của bọn họ là tại lòng chảo Terim thuộc sa mạc Taklamakan, còn mảnh rừng Hồ Dương khô héo này bị coi là vùng cấm, cảnh báo mọi người hãy dừng bước và đừng tiến vào rừng Hồ Dương. Cây Hồ Dương ở Tây Vực là hiện thân của nghị lực, được xưng 1.000 năm không chết, chết nhưng 1.000 năm không đổ, đổ nhưng 1.000 năm không mục nát. Hiện tại Dương Bách Xuyên đã hiểu tại sao lại có người dựng lên đại trận truyền tống của Sơn Hải giới ở ngay đằng sau mảnh rừng Hồ Dương rồi. Bên ngoài là truyền tống trận, trực tiếp dùng rừng Hồ Dương để bày ra mê trận, chính là bởi vì cây Hồ Dương không dễ bị mục nát. Phía sau rừng Hồ Dương toàn là mấy cây Hồ Dương có chiều cao vượt qua 1 mét. Với mấy cây Hồ Dương thô tráng như vậy, đừng nói là 1.000 năm không mục nát mà ngay cả mấy ngàn năm không bị mục nát cũng rất bình thường. Mà tấm bia đá ở nơi này cảnh báo du khách không nên đi vào rừng Hồ Dương ở sau lưng, có lẽ là cũng liên quan đến mê trận.
người thường đi vào quả thật không thể nào thoát ra được, bị coi là vùng cấm cũng rất là bình thường. Đối với sa mạc Taklamakan nổi tiếng của Tây vực Trung Quốc, làm sao một sinh viên khoa lịch sử như Dương Bách Xuyên lại có thể không biết được chứ? Có rất nhiều cuốn sách lịch sử khảo cổ đã ghi lại, đây là sa mạc lớn nhất Trung Quốc, một trong 10 sa mạc hàng đầu trên thế giới, đồng thời cũng là sa mạc di động lớn thứ hai trên thế giới. Toàn bộ sa mạc dài khoảng 1.000 km kéo từ đông sang tây, bề rộng khoảng chừng 400 km kéo từ bắc xuống nam, tổng diện tích là 330.000 km2. Nhưng nó lại bị người Duy Ngô Nhĩ gọi là sa mạc tử thần, có vào mà không có ra, có quá nhiều truyền thuyết và chuyện xưa và cả những vương quốc cổ đại đã biến mất ở trong đó, vân vân. Trong số đó có một vương quốc cổ đại ở Tây vực có tên gọi là Tinh Tuyệt Cổ Thành đã biến mất ở trong sa mạc Taklamakan này. Chuyện đó thu hút sự chú ý của cộng đồng khảo cổ và mọi tầng lớp xã hội trong một khoảng thời gian dài. Đương nhiên Dương Bách Xuyên cũng chú ý đến nơi này, hơn nữa anh còn chú ý hơn bất kỳ ai, bởi vì ba mẹ của anh đều biến mất trong sa mạc này. Nhưng mà hôm nay sau khi phát hiện ra truyền tống trận, trong lòng Dương Bách Xuyên đột nhiên nảy ra một suy đoán kỳ diệu, liệu có phải ba mẹ của anh đã đi nhầm vào truyền tống trận nào đó nên đã tiến vào Sơn Hải giới rồi không? Nghĩ lại thì điều này cũng không phải là không có khả năng. Theo lời kể của ba của Vương Tông Nhân Vương Mạc Sinh lúc trước, sau khi phụ thân mất tích vào năm đó, ông ấy đã vận dụng các mối quan hệ trong nhà điều động người tìm kiếm ba anh, suốt một tháng nhưng vẫn không có tung tích, cứ như thể đã tan biến trong hư không vậy. Mà sau ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên lại biết được mẹ anh đến sa mạc chết chóc để tìm kiếm ba anh, một đi không trở về, ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên cũng phái người đi tìm mẹ anh. Bà ấy cũng như biến mất tăm khỏi trái đất. Điều này có khả năng rất cao, có lẽ ba mẹ anh đã đi vào nhầm trận pháp nào đó, vì vậy họ đã bị truyền tống vào Sơn Hải giới. Sau khi nghĩ vậy, lòng Dương Bách Xuyên nóng bừng như lửa đốt, không có tin tức tính ra lại là tin tức tốt nhất. Nếu ba mẹ anh quả thật đã tiến vào Sơn Hải giới, như vậy liệu bọn họ còn sống trên đời hay không? Trong lòng thầm hạ quyết tâm, sau này anh mà đến Sơn Hải giới, dù có phải lật tung Sơn Hải giới lên thì anh cũng phải tìm ra được tung tích của ba mẹ anh. Ngoài ra anh còn hứa với La Phù Đạo Quân là sẽ tìm kiếm hậu duệ của La Phù Đạo Quân nữa, chỉ tiếc còn chưa kịp tìm kiếm mà đã bị đá đít ra khỏi Sơn Hải giới rồi, chỉ có thể chờ sau này quay lại Sơn Hải giới để tìm kiếm vậy. Chuyện mà anh đã hứa với người khác, dù có thành công hay không, Dương Bách Xuyên cũng nhất định sẽ làm thử. Sư phụ, chúng ta đi thôi. Dương Bách Xuyên bị đồ đệ cắt ngang cơn lơ đễnh. Được, đi thôi. Trên bia đá có chỉ đường nên không sợ bị lạc. Trước kia sa mạc Taklamakan rất thần bí, đi vào sẽ có nguy cơ bị lạc, nhưng hiện tại cùng với sự thịnh vượng càng ngày càng tăng của sức mạnh quốc gia Trung Quốc và sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, đã giúp cho rất nhiều phượt thủ tránh được nguy cơ bị lạc ở trong sa mạc. Đương nhiên chuyện này chỉ như một bữa ăn sáng đối với thầy trò Dương Bách Xuyên mà thôi. Thân là tu chân giả, nếu như họ bị mắc kẹt ở trong sa mạc, vậy đó mới là một trò cười. Tuy rằng tu vi của Dương Bách Xuyên đã tạm thời biến mất nhưng đồ đệ Vương Tông Nhân của anh lại là tu vi kim đan trung kỳ hàng thật giá thật. Nếu không có bất ngờ nào xuất hiện trên trái đất, tu vi hiện giờ của Vương Tông Nhân không khác gì một vị thần tiên trên trời. Về phần Dương Bách Xuyên, tuy rằng hiện tại nhìn anh không khác gì người thường sẽ đói khát, nhưng anh không sợ mình sẽ chết đói. Bởi vì trên người anh có La Phù Động Thiên, có Bình Càn Khôn, dù anh có ở trong sa mạc 100 năm hay 1000 năm thì cũng không bị đói chết, khát chết. Hai thầy trò đi khoảng 3 tiếng đồng hồ, trong tầm mắt xuất hiện một quốc lộ sa mạc, có bảng hướng dẫn biểu thị rằng quốc lộ sa mạc này là quốc lộ cấp bậc sa mạc di động, kéo dài từ Aro đến địa khu Hòa Điền. Aro là một thành phố cấp huyện của khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc. Thành phố không trực thuộc địa khu nào và nằm trên sa mạc Taklamakan, Hòa Điền là một địa khu thuộc khu tự trị Uyghur Tân Cương, Trung Quốc. Dương Bách Xuyên khăng khăng hành động giống như người thường, điều này khiến Vương Tông Nhân thân là đồ đệ thấy hơi buồn bực. Nếu làm theo cách của cậu ta, trực tiếp mang theo sư phụ ngự kiếm phi hành, giờ hai người họ đã ra khỏi sa mạc từ lâu rồi, nhưng mà cậu ta chỉ buồn bực trong lòng chút thôi, sư phụ nói gì thì cậu ta sẽ làm theo như thế, không oán trách anh thật. Mà còn không dám oán trách ấy chứ. Đến quốc lộ rồi thì tiện hơn, sẽ có xe đi ngang qua. Lúc đứng chờ xe, lòng Dương Bách Xuyên khẽ động, anh lấy hai chiếc túi du lịch từ trong không gian Bình Càn Khôn ra, một cái đeo trên lưng mình,
một cái đưa cho Vương Tông Nhân nói, A Nhân đeo lên đi, hai chúng ta một thân một mình xuất hiện trong sa mạc như vậy, không ngụy trang thành phượt thủ xin quá giang thì không ai dám dừng xe cho chúng ta đi nhờ đâu. Vẫn là sư phụ cẩn thận, Vương Tông Nhân cười đeo túi du lịch lên lưng. Lúc hai thầy trò đang nói chuyện, một chiếc xe bán tải màu trắng dần dần đến gần, sau khi Vương Tông Nhân vẫy tay, xe bán tải dừng lại bên cạnh hai thầy trò. Tài xế là một ông chú người dân tộc Duy Ngô Nhĩ, tuổi chừng 50. Ông chú hạ kính xe xuống rồi thò đầu ra ngoài, nhìn thầy trò Dương Bách Xuyên rồi dùng tiếng phổ thông kiểu Tây vực nói, ai? Anh bạn, hai người là khách du lịch à, định đi đâu đó? Gương mặt ông chú mang theo nụ cười, cũng không hề sốt ruột chút nào, điều này khiến Dương Bách Xuyên thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thường thì mấy ca xin quá giang nửa đường như thế này, đặc biệt là những người trẻ tuổi như bọn họ mà xin đi nhờ, các tài xế rất ít khi dừng xe, cũng may ông chú người dân tộc Duy Ngô Nhĩ này có vẻ rất nhiệt tình. Anh vội vàng nói, chú ơi, hai bọn tôi muốn đến Hòa Điền, không biết có tiện đường không? Đi lên đi, trùng hợp là tôi cũng đang trên đường tới Hòa Điền, mấy thanh niên như hai cậu toàn thích đi loạn thôi, trời sắp tối rồi, sa mạc không an toàn đâu. Ông chú khẽ cười ra hiệu cho hai người lên xe. Ông chú Tây vực trên xe rất nhiệt tình và thân thiện, cũng là tính tình luôn mồm luôn miệng, vừa lái xe vặp trò chuyện với sư phụ Dương Bách Xuyên. Về việc này, Vương Tông Nhân vốn ít nói, hơn nữa cậu ta ngồi đằng sau, chỉ có thể để sư phụ Dương Bách Xuyên nói chuyện với chú tài xế, không thể để sự nhiệt tình của người ta lãng phí đúng không? Hơn nữa sắc trời cũng đã gần hoàng hôn, trời mùa hè lúc nào cũng vậy, mùa hè ở Tây vực chênh lệch hơn 2 tiếng với nội địa, bình thường vào mùa hè thì khoảng 8 giờ tối bầu trời nội địa đã tối đen, ở Tây vực phải hơn 10 đêm bầu trời mới tối. Để chú tài xế được tỉnh táo nên Dương Bách Xuyên cũng muốn nói chuyện phiếm với ông ấy. Trong lúc hai người trò chuyện, Dương Bách Xuyên biết chú tài xế tên là Maimeti Yuliman, tên quá dài nên anh trực tiếp gọi ông ấy là chú Maimeti. Ông ấy là người chăn nuôi gia súc bên Nam Cương, bình thường cũng làm chút buôn bán nhỏ, mang theo một ít đồ da lông tới bên Hòa Điền, lúc trở lại đổi thành Ngọc Hòa Điền. Trên đường đi chú Maimeti luôn miệng nói quốc gia tốt. Sửa chữa đường từ Aro bọn họ tới Hòa Điền, giúp bọn họ tiết kiệm rất nhiều thời gian đến thủ phủ Urumqi. Ông ấy hỏi hai thầy trò Dương Bách Xuyên đến muốn đến chỗ nào ở Hòa Điền. Dương Bách Xuyên cười đáp, chúng tôi chuẩn bị đến thẳng sân bay Hòa Điền, sau đó trực tiếp về nhà. Vậy các cậu chỉ có thể trung chuyển đến Urumqi, ở Urumqi mới có chuyến bay đến thành phố lớn. Trên đường đi trong lúc trò chuyện với chú Maimeti bất chi bất giác lúc trời gần chuyển thành một màu đen thì đã tới Hòa Điền. Trên đoạn đường này Dương Bách Xuyên cũng thông qua ông chú người Tây vực này có một hiểu biết về Tây vực, kỳ thật đa số người Tây vực vẫn vô cùng thân thiện và nhiệt tình, giống như chú Maimeti, lúc xuống xe chia tay Dương Bách Xuyên còn cho ông ấy tiền xe ngỏ ý cảm ơn. Nhưng ông chú này lại nhất quyết không cần, còn nói xe nhà mình thuận đường cần tiền cái gì. Tất cả mọi người là bạn bè một nhà Duy Ngô Nhĩ các kiểu, Dương Bách Xuyên nghe mà trong lòng cũng tràn ngập cảm khái. Nếu chú Maimeti đã không muốn lấy tiền thì Dương Bách Xuyên cũng không cố tình gây sự, anh đưa tay vào ba lô, trong lòng hơi động lấy ra ba quả hồng hương từ không gian bình càn khôn đưa cho ông ấy tỏ ý cảm ơn. Vốn dĩ Dương Bách Xuyên còn muốn tặng ông chú nhiệt tình này một quả linh đào, thế nhưng cân nhắc đến việc người bình thường không chịu nổi linh khí không lồ bên trong linh đào nên đổi thành quả hồng hương cho ông ấy. Cho đến hôm nay, quả hồng hương trong bình không gian đã được rót nước sinh mệnh và linh khí tẩm bổ, hóa thành linh quả chân chính, chỉ cần chú Maimeti ăn vào, lúc ông ấy lớn tuổi bảo vệ ông ấy khỏe mạnh hoàn toàn không thành vấn đề. Sau khi chào tạm biệt ông chú Tây vực nhiệt tình này, thầy trò Dương Bách Xuyên dứt khoát tìm một khách sạn ở lại, chuẩn bị công khai ngồi máy bay đến Urumqi trước sau đó về nhà. Sau khi vào khách sạn Dương Bách Xuyên lấy điện thoại từ trong bình càn khôn ra sạc pin, muốn gọi về nhà, nhưng mới động vào một cái thì anh cười khổ một trận. Điện thoại di động, máy tính bảng vân vân, phàm là đồ dùng hiện địa thì trên cơ bản vào buổi tối trước khi tới núi La Phù đã bị Diệp Vô Tâm cưỡng ép lấy mất, chỉ để lại cho anh một ít tiền mặt. Nữ ma đầu kia cảm thấy rất hứng thú với đồ hiện đại. Dương Bách Xuyên bèn đưa đồ ở trong bình càn khôn cho nàng, bao gồm cả điện thoại cũng bị lấy đi. Dựa vào trí nhớ của Dương Bách Xuyên, tất nhiên trong đầu anh nhớ rõ số điện thoại của mấy cô gái, vốn anh muốn dùng điện thoại của khách sạn để gọi,
nhưng lúc cầm điện thoại lên lại thở dài một tiếng, vẫn đặt điện thoại xuống. Chỉ chớp mắt đã 6 năm trôi qua, anh không dám đảm bảo những cô gái kia của mình có còn chờ anh hay không. Hay nói cách khác là bọn họ tưởng mình đã chết rồi. Kỳ thật trong lòng anh rất muốn gọi cho nhà anh cả, nhưng anh không dám, sợ nghe thấy tin tức gì xấu nên dứt khoát không gọi, trở về tự mình đi xem. Dương Bách Xuyên nằm trên giường không ngủ cả đêm, trong đầu anh nhớ bà nội, không biết sức khỏe bà nội thế nào. Liệu sau khi biết mình mất tích có lo lắng hay không? Tính ra thì bây giờ bà nội đã 85 tuổi rồi. Mắt Dương Bách Xuyên ướt át, từ khi anh tu chân, hay nói cách khác là từ khi lên đại học hình như không thật sự ở lại bên cạnh bà nội để báo hiếu. Còn em gái anh Dương San San cũng đã tốt nghiệp đại học từ lâu, tính ra cũng sắp 3 năm trôi qua rồi. Anh lại nhớ về Triệu Nam vợ chưa cưới trên danh nghĩa của mình, nhớ Độc Cô Vô Tình, Liễu Linh Linh, Lâm Hoan, Viên Kim Phượng, cô giáo Âu Dương, Ninh Kha. Hình bóng của những người con gái ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí anh. Sắp đến lúc được gặp họ, Dương Bách Xuyên vừa kích động vừa thấp thỏm khôn nguôi. Anh không dám nghĩ rằng, 6 năm trôi qua, liệu các cô ấy có còn chờ anh hay không? Lỡ không thì sao? Sau một lúc nghĩ ngợi, Dương Bách Xuyên bỗng nhiên nghĩ mình đúng là một thằng khốn, ích kỷ vô cùng. Anh đi biệt tăm những 6 năm trời thì lấy tư cách gì mà đòi người ta chờ anh đây? Thôi, lỡ như vậy thật thì chỉ cần các cô ấy hạnh phúc, mình chúc mừng cho họ là được. Dương Bách Xuyên tự nhủ rồi nhắm mắt lại, dứt khoát chìm vào giấc ngủ. Mặc dù bây giờ nỗi đau đớn vẫn còn nhưng Nguyên Anh và Bát Đại Yêu Hồn đã bị sư phụ phong ấn sau khi dung hợp. Dù gì anh cũng không thể tu luyện vì không có Nguyên Anh chống đỡ, khỏi phải nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Cuối cùng anh cũng có thể đánh một giấc như người bình thường rồi. Dương Bách Xuyên ngủ thẳng một mạch đến sáng, đồ đệ của anh Vương Tông Nhân gõ cửa phòng, bảo đã đến giờ ra sân bay. Sau khi vệ sinh cá nhân, Dương Bách Xuyên và Vương Tông Nhân ăn sáng ở khách sạn rồi bắt xe đến sân bay Hòa Điền. Tại sân bay thành phố Ô, Dương Bách Xuyên nhìn hai người đồ đệ, dặn dò A Nhân, cậu về nhà thăm gia đình đi. Chúng ta mất tích 6 năm liền, chắc người nhà lo sốt vó lắm đây. Không cần đi theo tôi đâu, tôi sẽ về nhà ở cố đô, cậu về thăm nhà rồi về sư môn cũng được, không gấp. Không được, giờ sư phụ có tu vi đâu ạ? Còn phải bảo vệ người chứ. Vương Tông Nhân nghiêm túc phản đối. Dương Bách Xuyên rất vui, vừa vỗ vào vai Vương Tông Nhân vừa cười nói, thằng nhóc chết bầm này, cậu quên giờ chúng ta đã về trái đất rồi hả? Nơi này không phải Sơn Hải giới, không có nhiều tu chân giả và yêu thú thế đâu, khỏi lo cho vấn đề an toàn của tôi. Nói như cậu khác nào tôi tàn rồi đâu, dù vậy thì bên cạnh tôi vẫn còn Thu Nhi mà. Đi đi, đừng lằng nhằng nữa. Về nhớ gửi lời hỏi thăm của tôi đến ba mẹ cậu nhé, nhân tiện mời họ bữa nào đến Vân Môn chơi luôn. Vương Tông Nhân vô cùng ngạc nhiên khi nghe sư phụ Dương Bách Xuyên nói vậy. Cậu ta vẫn chưa kịp định thần, thần kinh luôn căng như dây đàn nên cứ ngỡ trái đất là thế giới luôn đầy dẫy tu chân giả và yêu thú chém giết nhau như Sơn Hải giới. Quả thật cậu ta đã quên khuấy rằng ở trái đất, trừ Vân Môn bọn họ ra, những thế lực tông môn còn lại cùng lắm là võ cổ giả mà thôi. Đời nào làm sư phụ mình bị thương được. Nghĩ lại thì Vương Tông Nhân đã xa nhà 6 năm, cậu ta cũng rất nhớ gia đình bèn không từ chối nữa, tạm biệt sư phụ Dương Bách Xuyên rồi đi lên chuyến bay đến thủ đô. Nửa tiếng sau, Dương Bách Xuyên cũng lên chuyến bay đến cố đô. 4 giờ chiều, Dương Bách Xuyên tay không đứng trong sân bay cố đô. Nơi này đã mở rộng gấp đôi so với 6 năm trước nhưng về cơ bản cách bài trí lẫn cấu trúc đều không thay đổi. Tôi về rồi đây. Thầm nhủ một câu, Dương Bách Xuyên đón một chiếc taxi rồi ngồi vào trong xe. Quý khách đi đâu ạ? Tài xế nhìn Dương Bách Xuyên qua kính chiếu hậu, hỏi. Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, Vân Kỳ đại hạ. Chuyến đầu tiên sau khi anh đến cố đô đương nhiên phải là gặp anh em nối khố Lưu Tích Kỳ của mình rồi, không chừng trong số đám anh em vẫn còn người làm ở Vân Kỳ. Vân Kỳ đại hạ, tài xế ngẩn người, hơi ngờ vực. Đúng vậy, Vân Kỳ đại hạ, Dương Bách Xuyên lặp lại. Tài xế trầm tư một lúc rồi nói, thưa quý khách, ở đây không có nơi nào tên Vân Kỳ đại hạ cả, nhưng có một công ty tên là Vân Kỳ International nằm ở khu công nghệ cao, không biết có phải anh đang nói đến tập đoàn Vân Kỳ International không ạ?
Dương Bách Xuyên ngẩn ra, nghe đến đây đã hiểu. Anh đã đi 6 năm liền, nếu như không có bất trắc xảy ra thì cả kho tàng bài thuốc bí truyền mà anh để lại cho Lưu Tích Kỳ đã đủ để phát triển tập đoàn Vân Kỳ. Theo lời tài xế vừa nói, dường như Vân Kỳ đã vươn lên tầm quốc tế dưới sự dẫn dắt của Lưu Tích Kỳ. Nếu như ở Cố Đô không có Vân Kỳ thứ hai thì tập đoàn Vân Kỳ International mà tài xế đề cập đến có lẽ là nơi anh muốn đi. Anh tài xế, 6 năm trước tôi từng hợp tác kinh doanh với Vân Kỳ, cách đây lâu lắm rồi, anh có thể kể cho tôi nghe về Vân Kỳ International không? Nếu như tôi không nhầm thì chắc nơi tôi cần đi là tập đoàn Vân Kỳ International đấy. Tài xế cũng là người khéo ăn nói, nghe Dương Bách Xuyên nói vậy thì bật máy hát ngay, vừa lái xe vừa giới thiệu về Vân Kỳ International cho Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên không chen ngang nhiều, thỉnh thoảng mới hỏi đôi lời. Tuy nhiên, sau khi kể, anh thầm mừng cho người anh em Lưu Tích Kỳ của mình. Theo lời kể của tài xế, hiện nay Vân Kỳ International đã trở thành xí nghiệp Trung Quốc có tầm ảnh hưởng rất lớn trên thị trường quốc tế, chi nhánh trải rộng toàn cầu, bao gồm rất nhiều ngành nghề, trong đó lĩnh vực chủ yếu vẫn là y dược, còn trụ sở chính thì luôn giữ ở Cố Đô, từ trước đến nay chưa hề có ý định rời sang nơi nào khác. Tài xế thả Dương Bách Xuyên ở trước cửa một khu nhà tương tự, nói nơi này là khu sản nghiệp của tập đoàn quốc tế Vân Kỳ ở Cố Đô rồi rời đi luôn. Còn Dương Bách Xuyên nhìn cánh cửa điện tử rộng gần 100 mét, nó khiến hai tòa nhà bên ngoài vừa sang trọng vừa tinh tế trở nên hơi thấp bé. Theo lời tài xế, cả khu sản nghiệp này bây giờ đều là của quốc tế Vân Kỳ, nhìn dòng chữ lớn mạ vàng ngoài cửa cũng viết là tài sản của tập đoàn quốc tế Vân Kỳ, đứng ngoài cửa có thể nhìn thấy những tòa nhà bên trong, khí thế, to lớn, đúng là có khí thế của hai chữ quốc tế. Chẳng qua điều Dương Bách Xuyên đang nghĩ trong lòng bây giờ là vấn đề anh có vào được bên trong hay không. Đừng để đến cả cửa cũng không vào nổi, nghĩ thôi đã thấy rất mất mặt rồi. Nếu tu vi vẫn còn, anh bay thẳng vào trong tìm người luôn. Nhưng bây giờ anh chỉ có thể mặt dày đến tự giới thiệu tên tuổi rồi đợi người ta truyền tin thôi. Thời gian 6 năm trôi qua rồi, Vân Kỳ đã quốc tế hóa rồi, địa điểm tổng bộ chuyển đến một khu sản nghiệp riêng rồi. Bảo vệ bên ngoài cũng đều là những gương mặt mới, không có ai là người quen cả. Dương Bách Xuyên còn không biết chủ tịch trên danh nghĩa là anh đây có còn ai nhớ được không? Lúc anh đi đến, có một người bảo vệ đang làm trực hỏi rất lễ phép, anh, mời anh đăng ký. Dương Bách Xuyên ngơ ra, cứ tưởng sẽ không cho vào, không ngờ người ta lại bảo anh đăng ký thôi, điều này có nghĩa là cho vào. Anh đăng ký ngay ở ngoài cửa. Sau đó, bảo vệ đưa cho Dương Bách Xuyên một tấm bản đồ khu sản nghiệp, nói muốn tìm hiểu ngành nghề thì đi đâu, tìm phòng pháp luật thì đi thế nào, tòa nhà tổng bộ đi thế nào, xem ra bảo vệ ở đây rất làm việc rất thuần thục, có vẻ thường xuyên tiếp đãi người đến. Cảm ơn xong, Dương Bách Xuyên đi thẳng đến tòa nhà tổng bộ Vân Kỳ, trong lòng nghĩ vốn còn tưởng sẽ bị chặn lại như trước, ai ngờ lại vào dễ như vậy, đúng là đỡ được rất nhiều điều phiền phức. Trong đầu Dương Bách Xuyên nghĩ vậy, anh tìm đến tòa nhà tổng bộ theo tấm bản đồ. Sau khi thấy tình hình ở cửa tòa nhà, Dương Bách Xuyên biết mình nghĩ sai rồi. Anh hiểu ra bảo vệ ban nãy cũng chỉ là người canh cửa thôi, người đứng dưới lối vào tòa nhà tổng bộ Vân Kỳ mới là bảo vệ an ninh thực sự. Anh nhìn thấy ngay hai người bảo vệ ở tòa nhà Vân Kỳ, nhưng hai người bảo vệ này lại có tu vi trúc cơ sơ kỳ. Đây mới là cách bắt đầu đúng chứ? Dương Bách Xuyên thầm nghĩ trong lòng. Đường đường là quốc tế Vân Kỳ, nếu thật sự kỳ lạ như người bảo vệ ở bên ngoài ban nãy thì mới lạ. Bây giờ anh thấy có hai đệ tử tu vi trúc cơ sơ kỳ đang canh giữ dưới tòa nhà tổng bộ, thế mới hợp lý chứ. Tuy chỉ có hai người thôi nhưng Dương Bách Xuyên biết, hai đệ tử tu vi trúc cơ sơ kỳ này còn hơn mấy chục người bảo vệ bình thường khác. Tuy lạ mặt nhưng chắc chắn là đệ tử của Vân Môn, trên trái đất này cũng chỉ có đệ tử dưới trướng Vân Môn được truyền thụ công pháp tu chân thôi. Chắc trong 6 năm anh rời đi, Vân Môn cũng đã xảy ra sự thay đổi cực lớn. Đệ tử trong môn đều đang tiến bộ, điều này khiến Dương Bách Xuyên rất mừng. Nhìn hai đệ tử trúc cơ sơ kỳ dưới tòa nhà tổng bộ Vân Kỳ, Dương Bách Xuyên lại thở phào một hơi. Theo anh thấy, là đệ tử Vân Môn thì cho dù không quen biết, chắc họ cũng đã nghe nói về anh rồi. Đến khi đó, việc tìm Lưu Tích Kỳ cũng sẽ dễ hơn. Đương nhiên, Dương Bách Xuyên không chắc về việc bây giờ Lưu Tích Kỳ có đang ở trong tòa nhà tổng bộ hay không. Nhưng dù như thế nào, tòa nhà tổng bộ Vân Kỳ vẫn phải có người quen canh giữ mới đúng.
Hai tu sĩ trúc cơ kỳ kia nhìn thấy Dương Bách Xuyên đang đi về phía họ, một trong hai người họ mặt không biểu cảm nhưng lời nói thì lại rất lễ phép, anh, xin hỏi anh có hẹn trước không? Dương Bách Xuyên ngơ ra, lắc đầu hỏi, không có, hai người là đệ tử Vân Môn. Hai người bảo vệ trên danh nghĩa này nghe lời Dương Bách Xuyên nói, sắc mặt họ có hơi thay đổi, một trong hai người nói, anh, nếu anh chưa hẹn trước vậy thì mời về đi. Hai người họ không thừa nhận, cũng không phủ nhận mình là đệ tử Vân Môn. Chỉ là trong lòng Dương Bách Xuyên đã khẳng định được bọn họ chính là đệ tử Vân Môn rồi. Dương Bách Xuyên cười mỉm, anh biết đã đến lúc lôi thân phận là Dương Bách Xuyên ra rồi. Anh nói với hai người họ, tôi là Dương Bách Xuyên, đưa tôi đi gặp Lưu Tích Kỳ đi. Sự thật chứng minh rằng Dương Bách Xuyên đã mắc lỗi thưởng thức, anh quên mất bây giờ anh là một người không hề có tu vi. Trong mắt hai người họ, anh là một người bình thường. Vừa nói xong, một cảnh anh không ngờ đến đã xuất hiện. Sắc mặt hai tu sĩ trúc cơ sơ kỳ đó trầm xuống, một người nhìn Dương Bách Xuyên với ánh mắt có khí thế mạnh như một lưỡi dao, hét lớn, hỗn xược. To gan. Trương Chi Thành và Triệu Đông Lâm nhìn nhau một cái, trong lòng họ thấy giận lắm rồi. Cái tên Dương Bách Xuyên ở Vân Môn là một sự tồn tại tương đương với thần thoại, hai người bọn họ 3 năm trước đã vào Vân Môn, sao mà không biết cái danh của Dương Bách Xuyên, môn chủ Vân Môn lúc trước được chứ? Thế nhưng anh đã biến mất ở bí địa Trường Sơn 6 năm trước. Sau đó, các lãnh đạo cấp cao cũng không cho nhắc đến một cách tùy tiện nữa. Mấy năm nay cái tên Dương Bách Xuyên là một điều cấm kỵ ở Vân Môn, mọi người đều sợ đả động đến lão thái quân Vân Môn. Không ngờ hôm nay thanh niên này lại không nặng nhẹ, dám mạo danh danh tính của môn chủ bọn họ. Sở dĩ Trương Chi Thành và Triệu Đông Lâm nghĩ Dương Bách Xuyên là kẻ giả mạo, một thì đương nhiên là vì họ chưa từng gặp môn chủ Dương Bách Xuyên, hai là vì đệ tử Vân Môn truyền nhau đó là một sự tồn tại tựa như thần vậy, còn là người có tu vi mạnh như thần tiên thông thiên nữa. Đâu có bình thường như cậu thanh niên đang đứng trước họ vậy chứ. Tuy hai người họ trong đám đệ tử Vân Môn thì không được coi là người có tu vi cao lắm, nhưng nếu tính trong đám đệ tử nhập môn, đường đường là trúc cơ kỳ, sao lại không nhìn ra chút chân khí nào tỏa ra từ người Dương Bách Xuyên chứ? Còn không phải một cổ võ giả. Vậy nên rõ ràng là người này mạo danh môn chủ, Dương Bách Xuyên đại nhân. Điều này khiến Trương Chi Thành và Triệu Đông Lâm không kìm nổi cơn giận. Còn Dương Bách Xuyên cũng bị giật mình vì sự lật mặt đột ngột của hai người họ. Con mẹ nó chứ tôi chỉ nói thật thôi mà, có vẻ hai người này không tin. Nhưng sau đó nghĩ lại, Dương Bách Xuyên biết vấn đề nằm ở đâu rồi. Bây giờ anh không có tu vi gì cả, cũng khó mà trách được hai người họ không tin. Anh cười khổ, tôi chính là Dương Bách Xuyên, là môn chủ Vân Môn. Những lời sau đó còn chưa kịp nói thì anh đã bị tiếng hét của Trương Chi Thành ngắt lời, hỗn xược, môn chủ nhà tôi là nhân vật như thần tiên vậy. Nào có thể để anh giả danh được chứ? Hôm nay không nói cho ra lẽ thì chúng tôi không tha cho anh đâu. Nói đi, mạo danh môn chủ nhà tôi có mục đích gì? Dương Bách Xuyên, tôi. Lúc này, anh thấy buồn bực vô cùng, không ngờ có một ngày anh lại bị đệ tử trong môn coi là kẻ lừa đảo mạo danh chính mình, thực sự không biết phải nói thế nào. Nhưng anh nhìn bộ dạng của hai người họ thế này, nếu anh không nói rõ được thì sợ là hai người họ sẽ ra tay thật. Anh hít một hơi thật sâu, quốc tế Vân Kỳ các người tầm cỡ thế nào, sợ là người dân cả nước đều biết cả. Nếu tôi thực sự muốn giả mạo để làm loạn mà còn đến tổng bộ của các người thì tôi đúng là bị điên. Dương Bách Xuyên nói đến đây thì ngừng lại một chút, anh chuẩn bị đổi cách nói, anh không dám nói mình là Dương Bách Xuyên nữa mà nói tiếp, thực ra tôi là bạn của môn chủ Vân Môn Dương Bách Xuyên. Tôi còn quen nhiều người khác trong Vân Môn các người, Lưu Thích Kỳ, Lý Đại Nghị, Lâm Hoan. Bộ Thanh Mai, vân vân. Vậy đấy, những người tôi nói chỉ cần có một người ở đây thôi thì chắc chắn sẽ nhận ra tôi, hai người chỉ cần đưa tôi đi gặp thôi là sẽ biết ngay. Tôi cũng là bạn của bọn họ, vậy nên hai người không cần phải căng thẳng đâu, tôi chỉ có một mình thôi, cũng không gây được chuyện gì lớn đúng chứ. Vậy nên hai người chỉ cần đưa tôi đi gặp bất cứ một ai trong số họ thôi là được, hai cậu nghĩ sao? Khi Dương Bách Xuyên nói xong, Trương Chi Thành và Triệu Đông Lâm nhìn nhau, họ đều thấy vẻ bất ngờ trên mặt đối phương. Người giả mạo môn chủ đại nhân này lúc này nói cũng có lý, những người anh nói đến đều là lãnh đạo cấp cao của tập đoàn. Hơn nữa Lý Đại Nghị còn là đại ca của bảo vệ quốc tế Vân Kỳ bây giờ,
trực tiếp dẫn dắt bọn họ, những đệ tử Vân Môn có tu vi. Hai người họ nghĩ xem liệu có cần nói với Lý Đại Nghị không, nhớ đầu tên này thực sự là bạn của môn chủ đại nhân và các vị lãnh đạo cấp cao thì sao? Sau đó, Trương Chi Thành và Triệu Đông Lâm bàn với nhau, quyết định vẫn nên đi thông báo cho Lý Đại Nghị một tiếng, dù sao thì hai người họ là đệ tử Vân Môn có tu vi, cũng coi như là người có đặc quyền khi đến quốc tế Vân Kỳ rèn luyện. Trương Chi Thành thấy Dương Bách Xuyên cũng không giống nói dối, cậu ta hừ một tiếng rồi lấy một chiếc điện thoại rất tiên tiến ra, tốt nhất là anh đừng có lừa chúng tôi. Nói xong, cậu ta cũng không quan tâm Dương Bách Xuyên thế nào, chỉ ra hiệu cho Triệu Động Lâm coi chừng Dương Bách Xuyên rồi bấm điện thoại. Dương Bách Xuyên liếc một cái, hình như là gọi video luôn. Dương Bách Xuyên thầm thở phào một hơi, chỉ cần bọn họ liên lạc là sẽ không có vấn đề gì nữa rồi. Trương Chi Thành cầm điện thoại đi sang một bên, mở cuộc gọi video với phòng làm việc của Lý Đại Nghị ra. Tòa nhà quốc tế Vân Kỳ tổng cộng có 36 tầng, Lý Đại Nghị đang ngồi trên phòng làm việc ở tầng 33, anh ta đang đọc từng hồ sơ một. Lúc này, Lý Đại Nghị đã là người đứng đầu bộ phận an ninh của quốc tế Vân Kỳ rồi. Vấn đề an ninh của tất cả các chi nhánh trên toàn cầu đều do anh ta phụ trách, ngày nào cũng rất bận bịu, coi như là một đại sứ canh giữ một phương rồi. Lúc nào đó, cuộc gọi video của phòng làm việc đổ chuông. Anh ta nhìn một cái, là đệ tử Vân Môn gọi video đến nên tiện tay nhấn vào. Đúng là anh ta sẽ không đối xử với đệ tử Vân Môn như bảo vệ bình thường, có tình huống gì đặc biệt có thể liên lạc thẳng với anh ta. Là Tiểu Trương à, có chuyện gì? Lý Đại Nghị nói. Trương Chi Thành nói ra chuyện có người nói Dương Bách Xuyên quen biết Vân Môn cùng cấp cao của tập đoàn trong đôi ba câu. Sau đó nhắm đúng video về phía Dương Bách Xuyên để Lý Đại Nghị xác nhận xem rốt cuộc thằng nhãi này có phải kẻ giả mạo tới quấy rối hay không. Sau khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên ở trong video, Lý Đại Nghị ở tầng 33 đứng phát dậy, toàn thân bắt đầu run rẩy, lắp bắp quát với video điện thoại, bảo cậu ấy đừng nhúc nhích. Nói xong, Lý Đại Nghị hóa thân thành một cơn gió nhẹ nhanh chóng rời khỏi văn phòng, kích động quá mức khiến cho cửa lớn văn phòng cũng hỏng luôn. Mà Trương Chi Thành ở cửa lớn tầng 1 chỉ nghe thấy Lý Đại Nghị gần như gầm lên từ sâu trong họng ra một tiếng, đừng để cậu ấy nhúc nhích, tôi đến ngay. Điều đó khiến Trương Chi Thành hiểu sai, mấy năm nay Vân Môn và Vân Kỳ International phát triển nên chuốc không ít thủ oán, chẳng lẽ thanh niên này là kẻ địch của Lý Đại Lão, hay là kẻ thù của Vân Môn sao? Nghĩ như vậy, thoáng cái Trương Chi Thành đã đứng phía sau Dương Bách Xuyên, cùng Triệu Đông Lâm một trước một sau vây lấy Dương Bách Xuyên. Cậu ta nói với Triệu Đông Lâm, Lý Đại Lão nói không cho thằng nhãi này đi. Dương Bách Xuyên nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người mà buồn bực trong lòng, anh cũng không biết thằng nhãi này có tìm Lý Đại Nghị hay không. Vừa thấy hai người đem vây quanh mình với vẻ tràn ngập đề phòng, Dương Bách Xuyên nhìn không được mà mắng Lý Đại Nghị trong lòng. Nhìn bảo vệ đang gọi điện thoại, Dương Bách Xuyên hỏi, Lý Đại Nghị nói gì? Trương Chi Thành hừ lạnh đáp, ít nói nhảm, ngoan ngoãn chờ là được. Tôi khuyên anh tốt nhất đừng nên cựa quậy, nếu không đừng trách tôi sẽ ra tay. Thật ra Trương Chi Thành nhìn thấy sắc mặt của Lý Đại Nghị ở trong video điện thoại biến đổi rất nhanh, nói một câu đừng để cậu ấy nhúc nhích xong đã chẳng thấy người đâu rồi. Trương Chi Thành lại nghe thấy tiếng va mạnh trong video điện thoại, hình như là huýt mạnh vào cửa. Từ điểm này, Trương Chi Thành đoán ra rằng Lý Đại Nghị rất kích động. Hơn nữa một câu đừng để cậu ấy nhúc nhích của anh ta khiến Trương Chi Thành tự mình suy đoán ra rằng người trước mặt này đang giả mạo môn chủ Vân Môn Dương Bách Xuyên, nhất định đã đắc tội Lý Đại Nghị. Nhưng cũng chỉ là suy đoán thôi, cho nên bây giờ cậu ta chỉ nghĩ là không cho Dương Bách Xuyên đi, chờ Lý Đại Nghị đến là được. Mà Dương Bách Xuyên đang buồn bực đồng thời cũng không tính động đậy, dù sao anh cũng đã nghe được Lý Đại Nghị sẽ trở về, đợi Lý Đại Nghị đến thì đương nhiên sẽ không có việc gì. Anh cũng không định so đo với hai tên vai vế dưới trước mắt. Mà giờ phút này Lý Đại Nghị lại đang kích động không thể kiềm được mình, 6 năm đó. Môn chủ là Dương Bách Xuyên mất tích suốt 6 năm, năm đó mấy vị chủ mẫu của Vân Môn nghe thấy tòa bí địa trường Bạch sụp đổ đã suýt chút nữa chết ngất đi. Những người cùng nhau mất tích không đơn giản là những đệ tử Vân Môn và người võ đang mà Dương Bách Xuyên dẫn dắt. Nhưng phàm là người tiến vào bí địa trường Bạch đều không hề xuất hiện nữa. Người của tất cả các tông môn lớn của giới võ cổ đều cùng biến mất, lúc ấy toàn bộ giới võ cổ loạn hết cả lên khi biết bí địa trường Bạch sụp đổ,
các thế lực lớn liên hợp lại điều động tất cả lực lượng tìm kiếm lật hết cả tòa núi lên nhưng cũng không tìm nổi một người. Cuối cùng mọi người đoán rằng tất cả những người biến mất đã đi vào một thế giới khác. Nhìn từ một góc độ khác thì không tìm được người là tin tức tốt nhất rồi, cho nên toàn bộ Vân Môn đều luôn tin tưởng môn chủ của bọn họ còn sống. Đám chủ mẫu của Vân Môn đau lòng chết đi được nhưng vẫn kiên trì ở lại Vân Môn chờ đợi tiên sinh Dương Bách Xuyên trở về. Nhưng mà thời gian một năm lại một năm qua đi, lòng mọi người ở Vân Môn đều trùng xuống. Nhoáng cái đã 6 năm, mọi người đều coi cái tên Dương Bách Xuyên là cấm kỵ, sợ ai nói ra sẽ khiến vài chủ mẫu và lão phu nhân đau lòng. 6 năm, hôm nay rốt cuộc gặp được người thật, Lý Đại Nghị quả thực không thể tin được vào hai mắt của mình. Anh ta xông ra ngoài như bị điên, anh ta sợ mình đang nằm mơ, sợ tiên sinh sẽ biến mất. Anh ta như hóa thành một cơn lốc mà xuyên qua khu làm việc, và phải rất nhiều người. Lúc này, Lý Đại Nghị đang ở cùng tầng với Lưu Tích Kỳ người vừa tiếp đãi một đợt bạn bè quốc tế tới trị sở chính của Vân Kỳ để đàm phán một hạng mục. Anh ta vừa mới hội đàm xong và đưa một nhóm bạn bè quốc tế đến cửa thang máy. Lúc này khi trông thấy cửa thang máy mở ra từ xa, Lý Đại Nghị đã kích động đến mất đi lý trí không cần suy nghĩ mà vọt vào thang máy như một cơn lốc. Tức khắc đã đâm cho vài bạn bè quốc tế người ngã ngựa đổ, tiếng hét nổi lên bốn phía. Lý Đại Nghị hiện giờ đã là tu vi trúc cơ hậu kỳ, khi anh ta hóa thành gió thì va chạm không hề nhẹ nhàng chút nào, những người đứng ở cửa thang máy chịu đau đến độ kêu rên không ngừng. Lưu Tích Kỳ mở to hai mắt nhìn, trong lòng vô cùng tức giận. Những người hôm nay mà anh ta tiếp đãi thật ra là người trong một tập đoàn tài chính vô cùng hùng hậu về thực lực của U Mỹ. Vân Kỳ trải qua 6 năm phát triển. Tuy rằng đã đi ra quốc tế thành công nhưng Lưu Tích Kỳ cũng không dừng chân. Trong lòng anh ta, anh em cột chèo của anh ta là Dương Bách Xuyên mất tích, anh ta lại càng thêm muốn xử lý chuyện của Vân Kỳ đâu ra đấy, đi về phía đỉnh cao. Bước tiếp theo chính là từ tập đoàn quốc tế hóa phát triển trở thành tập đoàn tài chính thương nghiệp lớn bá chủ. Hôm nay những người anh ta tiếp đãi chính là cơ hội để Vân Kỳ tiến đến bước đó. Nếu lần này hợp tác thành công thì đó chính là bước đầu để Vân Kỳ bước vào giới tập đoàn tài chính. Vì điều này mà Lưu Tích Kỳ đã chuẩn bị suốt 2 năm, hôm nay tiếp xúc đàm phán là một sự bắt đầu, hết thảy mới vừa bắt đầu, vô cùng quan trọng. Anh ta không ngờ tên khốn không có mắt nào đó lại đẩy ngã khách luôn. Lưu Tích Kỳ vô cùng tức giận, trong lúc đang vội vàng nâng khách dậy và nhận lỗi, Lưu Tích Kỳ cũng nhìn xem tên khốn vọt vào thang máy là ai. Là ai mà lại dám lỗ mãng to gan vậy hả? Ngay sau đó Lưu Tích Kỳ trông thấy Lưu Đại Nghị đang đứng trong thang máy với vẻ vô cùng kích động, mặt mũi đỏ bừng. Anh ta cố nén cơn giận mà trầm giọng nói với Lý Đại Nghị đang ở trong thang máy, Đại Nghị, sao anh lại như thế? May xin lỗi ngài Smith. Giờ phút này Lưu Tích Kỳ còn đang nghĩ chuyện hợp tác là cái quan trọng nhất. Mà Lý Đại Nghị ở trong thang máy bị Lưu Tích Kỳ quát cho một tiếng mới hoàn hồn được một chút. Nhìn thấy Lưu Tích Kỳ, Lý Đại Nghị há mồm định nói gì đó nhưng do quá kích động mà không nói nổi nên lời, anh ta đơn giản kéo Lưu Tích Kỳ vào trong thang máy luôn. Cậu ấy đã trở lại. Lý Đại Nghị hít sâu một hơi, cuối cùng nói ra được cây đó cho Lưu Tích Kỳ. Lưu Tích Kỳ nhăn mày lại, nhìn Lý Đại Nghị của mắng, cái gì mà cậu ấy. Tốt xấu gì anh cũng là đại lão của tập đoàn, tại sao hôm nay lại điên điên khùng khùng như thế? Trước đừng nói nữa. Đi xin lỗi ngài Smith với tôi. Anh nhìn xem, chán ai cũng bị thằng nhãi là anh đập vỡ rồi. Tôi nói cho anh biết, những người này vô cùng quan trọng với tập đoàn. Bước tiếp theo tập đoàn có thể tiến thêm một bước hay không, bọn họ chính là nước cờ đầu. Xin lỗi cái rắm ấy, tiên sinh đã trở lại, đang ở dưới lầu, anh mau đi với tôi. Lý Đại Nghị hít sâu một hơi, trực tiếp ấn đóng cửa thang máy bấm xuống lầu. Khi cửa thang máy đóng lại, có tiếng bạn bè quốc tế phẫn nộ mắng. Nhưng mà lúc này Lý Đại Nghị mới mặc kệ Smith gì đó còn đang giận dữ, anh ta chỉ biến chỗ dựa tinh thần của Vân Môn đã trở lại sau 6 năm mà thôi. Lúc này cho dù là trời sập đất lún, cũng vẫn không quan trọng bằng việc anh ta phải kéo Lưu Tích Kỳ đi gặp Dương Bách Xuyên. Sau khi cửa thang máy đóng lại, truyền đến tiếng chửi của Smith, Lưu Tích Kỳ đen xì cả mặt. Anh ta đã chuẩn bị 2 năm cho hạng mục này. Nhưng tất cả đều bị Lý Đại Nghị phá hỏng rồi. Anh ta cũng không nghĩ lại về những lời Lý Đại Nghị vừa mới nói, anh ta coi Lý Đại Nghị như anh em trong nhà mà đối đãi nên chưa bao giờ giận Lý Đại Nghị phát giận,
lần này lại có hơi giận. Anh ta giận dữ hét, Lý Đại Nghị, tiên sinh cái gì mà tiên sinh? Mẹ nó anh làm hỏng hạng mục của tôi rồi, sau khi giận xong, Lưu Tích Kỳ lúc này mới phát hiện Lý Đại Nghị không tức chút nào mà cũng không hề có sự áy náy khi làm hỏng hạng mục. Lý Đại Nghị đang nhìn anh ta với vẻ kích động và vui sướng. Lần này Lưu Tích Kỳ cũng bình tĩnh xuống, nhìn Lý Đại Nghị mà trong đầu anh ta chợt nổ mạnh một cái. Từ từ, tiên sinh. Có thể được Lý Đại Nghị gọi là tiên sinh, toàn bộ Vân Môn chỉ có một người, chẳng lẽ người mà Lý Đại Nghị nói chính là. Mà trong đại sảnh của Nặc Đạt, rất nhiều người nhìn thấy hai ông chủ lớn của tập đoàn Liễu Thị đang điên cuồng chạy về phía cửa, trong đại sảnh chớp mắt đã xuất hiện vài bóng người, đều là đệ tử của Vân Môn tọa trấn ở tổng bộ của Vân Kỳ. Bọn họ nhìn thấy hai ông chủ lớn chạy như điên về phía cửa thì cũng tái mặt đuổi theo ra ngoài, đại đội trưởng trong đám họ bật tai nghe hô, những người nghe thấy mau tập trung ở cửa lớn. Nghĩ đến đây, cả người Lưu Tích Kỳ chấn động mạnh, mắt anh ta nhanh chóng đỏ hoe. Anh ta bất chợt nhào qua chộp lấy cổ áo Lý Đại Nghị bằng hai tay rồi gần từng chữ, cậu ấy quay lại rồi sao? Mắt Lý Đại Nghị cũng đỏ hoe, anh ta cười gật đầu với Lưu Tích Kỳ. Anh ta biết Lưu Tích Kỳ đã hiểu ra người anh ta nói đến là ai, đang ở dưới lầu và bị bảo vệ ngăn lại không cho vào, tôi trông thấy qua video điện thoại. Mắt Lưu Tích Kỳ ánh lên ánh nước, anh ta buông Lý Đại Nghị ra và chợt cười lớn một cách điên cuồng, là tác phong của tên khốn nạn kia, mỗi lần tới tập đoàn luôn bị bảo vệ chặn ngoài cửa. Trong tiếng cười của Lưu Tích Kỳ chứa cả sự nghẹn ngào. Tinh! Cửa thang máy mở ra. Đến lầu 1. Ngay sau đó, Lưu Tích Kỳ và Lý Đại Nghị người này nhanh hơn người kia mà vọt chạy như điên về phía cổng lớn. Lưu Tích Kỳ chính là đối tượng mà vị chủ nhân của chính cung nương nương Vân Môn chính miệng nhờ mọi người bảo vệ, mọi người không dám lơ là dù chỉ một chút, cũng không biết có chuyện quái gì xảy ra giữa hai ông chủ lớn, nên cũng phải chạy như điên theo thế này. Trong một lúc mà cả nhân viên bảo an trong tối ngoài sáng gì của tổng bộ Vân Kỳ đều chạy về cửa lớn tụ tập. Mà sau khi Lưu Tích Kỳ và Lý Đại Nghị quả quyết lao ra cửa, cả hai nhìn thấy Dương Bách Xuyên bị kẹp giữa nhân viên bảo vệ bên trong với vẻ mặt buồn bã. Trong nháy mắt ba người sáu mắt nhìn nhau, đều thấy được đối phương. Dương Bách Xuyên lẳng lặng đứng đó, nhìn về Lưu Tích Kỳ và Lý Đại Nghị, ánh mắt ngấn lệ. Người sau hai người dừng lại khi nhìn Dương Bách Xuyên, toàn thân đều đang run rẩy, ba thằng đàn ông giữa hai mắt đều rưng rưng. Đại Nghị anh đánh tôi một cái, để tôi xác định xem mình có nằm mờ không, tôi vừa chớp mắt thì tên khốn nào đó lại biến mất. Lưu Tích Kỳ nhìn chằm chằm vào Dương Bách Xuyên không rời, nhưng lại bảo Lý Đại Nghị đánh anh ta. Bốp! Ai, mẹ nó, anh không đánh nhẹ chút được à? Lưu Tích Kỳ ôm mông nghiến răng nói, nhưng trên mặt anh ta lại mang theo ý cười, nước mắt tuôn rơi, bước nhanh về phía Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên thấy Lưu Tích Kỳ đi đến thì tiến lên một bước, nhưng lúc này, Trương Chi Thành và Triệu Đông Lâm rất khẩn trương, hai ông chủ lớn đều ở đây, tất nhiên phải biểu hiện cho tốt. Vừa nãy bọn họ cố gắng ngăn Dương Bách Xuyên đến gần Lưu Tích Kỳ, nhưng Lý Đại Nghị đã vẫy tay ra hiệu lùi lại. Trương Chi Thành và Triệu Đông Lâm suy nghĩ lại thì cuối cùng cũng tỉnh táo lại, hình như người đột nhiên xuất hiện ở cửa này không đơn giản, cảnh tượng xảy ra tiếp theo suýt nữa dọa chết bọn họ. Người tâm lý không vững vàng là xong đời. Chỉ thấy Lưu Tích Kỳ đi qua ôm mạnh Dương Bách Xuyên xuất hiện ở cửa đó. Hai người đàn ông đang ôm nhau thắm thiết, hơn nữa tình cảnh lẳng lặng nhìn nhau lúc trước, trong mắt những người không rõ chính là rất có mùi mờ ám. Nhưng Trương Chi Thành và Triệu Đông Lâm cũng đổ mồ hôi lạnh, lúc này còn không hiểu thì đúng là bọn họ sống uổng phí. Người có thể làm cho người cầm đầu của quốc tế Vân Kỳ mất đi phong độ. Và lại ông lớn của tập đoàn Lý Đại Nghị kích động chạy đến, thế giới này có thể có bao nhiêu người. Dễ thấy được cái người tên Dương Bách Xuyên tự dưng xuất hiện ở cửa này chính là bản thân Dương Bách Xuyên. Về chút giống nhau này, Trương Chi Thành và Triệu Đông Lâm cả người đều túa mồ hôi lạnh. Trời ạ, bọn họ ngăn cản đại nhân của Vân Môn ngăn bên ngoài, nghĩ đến là hai người sẽ cảm thấy lạnh gáy. Còn về phần vì sao Dương Bách Xuyên không có trị bọn họ. Đã bị Trương Chi Thành và Triệu Đông Lâm tự động lấy lý do môn chủ cố ý che giấu tu vi của mình. Đối với thần thoại về môn chủ ở Vân Môn, che giấu tu vi của bản thân có gì khó khăn? Lão nhân gia ngài trở về sau khi vi phục suốt tuần đây mà.
không nói tới Trương Chi Thành và Triệu Đông Lâm đứng một bên bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Giờ phút này Dương Bách Xuyên đang ôm ấp với hai anh em Lưu Tích Kỳ, Dương Bách Xuyên nói khẽ Thiết Đản. Anh cũng vô cùng kích động, đã 6 năm trôi qua, cuối cùng anh em lại đoàn tụ, trong mấy năm ở Sơn Hải Giới, có đôi khi Dương Bách Xuyên ngẫm nghĩ lại thậm chí cảm thấy đời này sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa, dù sao đó là thế giới của tu chân giả. Bây giờ anh em gặp lại làm sao có thể không kích động. Khốn nạn. Bộp. Lưu Tích Kỳ đẩy Dương Bách Xuyên ra, đột nhiên nện một đấm vào lồng ngực anh. Dương Bách Xuyên cười, vững càng nhận một đấm của Lưu Tích Kỳ. Làm anh em sao anh lại không rõ áp lực mà Lưu Tích Kỳ phải chịu đựng trong 6 năm mình biến mất, hay nói cách khác là lo lắng cho mình. Lưu Tích Kỳ đỏ mắt nói, tôi tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại tên khốn nạn là cậu nữa. Được rồi, đánh cũng đánh rồi, cậu đường đường là tổng giám đốc Lưu mà khóc nhè còn ra thể thống gì. Cút! Lưu Tích Kỳ lau sạch nước mắt, cười mắng một tiếng. Lúc này bốn phía vang lên tiếng bước chân gấp gáp, nhân viên an ninh ẩn nấp trong sáng tối ở trụ sở chính Vân Kỳ, hay nói cách khác là đệ tử Vân Môn. Tất cả đều tập trung lại, chưa được bao lâu đã vây kín cửa lớn. Lý Đại Nghị thân là đại lão của an ninh làm sao không rõ những thuộc hạ này muốn làm gì, trong lòng anh ta đổ mồ hôi. Lý Đại Nghị nhìn đám thuộc hạ vô cùng căng thẳng xung quanh, lớn tiếng nói, đừng căng thẳng, không phải kẻ địch, anh ấy chính là môn chủ Vân Môn của chúng Dương Bách Xuyên, cũng là chủ tịch của Vân Kỳ International, hôm nay trở về. Sau khi Lý Đại Nghị nói xong trong lòng cũng kích động khó kìm nén. Nhân viên an ninh xuất hiện xuất quanh đều là người tiến vào Vân Môn mấy năm gần đây, nhưng bọn họ chỉ nghe qua môn chủ Dương Bách Xuyên chứ chưa từng gặp mặt. Bây giờ nghe Lý Đại Nghị chỉ vào một thanh niên tóc dài phiêu giật mặc đồ cổ trang bên trong chính là môn chủ Vân Môn đã mất tích 6 năm, cả đám trợn to hai mắt. Ngay sau đó bọn họ chỉ nghe Lý Đại Nghị trầm giọng nói, các người còn ngơ ngác làm gì? Không đến chào môn chủ đi. Một tiếng tràn đầy ép buộc của Lý Đại Nghị khiến gần trăm đệ tử Vân Môn đang có mặt toàn thân chấn động, bọn họ lập tức xôn xao một tiếng, cả đám quỳ một gối xuống, miệng nói, bái kiến môn chủ, cung nghênh môn chủ trở về. Đứng dậy hết đi, Dương Bách Xuyên nhìn khắp nơi, trong lòng cũng kích động. Sau khi kêu mọi người đứng dậy, Dương Bách Xuyên đi về phía Lý Đại Nghị, hai người cũng ôm ấp nhau một trận. Đại Nghị, mấy năm nay vất vả cho anh rồi. Dương Bách Xuyên biết Lý Đại Nghị gian khổ đảm nhận an ninh của Vân Kỳ, không phải bảo vệ sản nghiệp của Vân Kỳ bình thường. Một câu nói khiến mắt Lý Đại Nghị ướt át, nhớ ngày đó chính là Dương Bách Xuyên truyền thụ công pháp cho anh ta, để anh ta tiến vào Vân Môn, bước lên con đường tu chân, cho anh ta một con đường nhân sinh khác. Anh ta cũng đã nhận lời Dương Bách Xuyên sẽ bảo vệ Vân Kỳ, một đường gian khổ đi tới, có những lời này của Dương Bách Xuyên là đủ rồi. Tiên sinh, Lý Đại Nghị có chút nghẹn ngào. Anh ta bị Dương Bách Xuyên ngắt lời, đã nói đừng gọi tôi là tiên sinh rồi, trước kia tôi xem anh là anh em, bây giờ cũng vậy, sau này vẫn vậy. Qua nhiều năm như thế, chúng ta đã sớm là anh em. Giờ phút này mắt của Lý Đại Nghị đỏ bừng, ừ. Giao tiếp giữa những người đàn ông với nhau không có quá nhiều già mồm cãi lão, tất cả đều để trong lòng. Cho mọi người giải tán đi. Chúng ta vào trong trò chuyện. Dương Bách Xuyên nhìn đệ tử Vân Môn xung quanh, cả đám mang theo ánh mắt hiếu kỳ và nóng rực, khiến mặt mo của anh cũng hơi đỏ lên. Anh biết những gương mặt xa lạ này là đệ tử Vân Môn mới gia nhập, lúc này bị đám đệ tử mới nhìn chằm chằm vào dù sao cũng thấy xấu hổ. Dương Bách Xuyên chưa từng dạy bảo những người này ngày nào, bọn họ có thể có tu vi như thế đều là công lao của Lý Đại Nghị và những người khác trong Vân Môn. Lý Đại Nghị lập tức cho tất cả mọi người giải tán. Lúc này Dương Bách Xuyên mới đi theo Lưu Tích Kỳ và Lý Đại Nghị vào cửa lớn trụ sở hính Vân Kỳ. Có điều trong đại sảnh lại xảy ra một khúc nhạc dạo ngắn, ba người đụng phải nhóm bạn quốc tế bị Lý Đại Nghị đụng ngã lúc trước. Một con quỷ Tây Dương tóc vàng trong số đó sau khi nhìn thấy Lưu Tích Kỳ và Lý Đại Nghị thì vẻ mặt vô cùng phẫn nộ, trong miệng huyên thuyên nói một tràng, sau khi nói xong một phiên dịch viên lập tức nói, ngài Smith nói, nếu Tổng Giám Đốc Lưu không xin lỗi ông ấy. Chúng tôi sẽ hủy hợp tác lần này, sau này Vân Kỳ International của các người đừng mơ tiếp xúc với thị trường châu Âu, anh và anh Lý bên cạnh anh phải trịnh trọng xin lỗi ông ấy và đồng nghiệp của ông ấy. Dương Bách Xuyên không rõ lắm nhìn về phía Lưu Tích Kỳ và Lý Đại Nghị,
không biết sao hai người lại trêu vào mấy tên quỷ Tây Dương này. Thoạt nhìn thái độ của quỷ Tây Dương vô cùng không tốt, trong lời nói của phiên dịch viên cũng mang ý đe dọa, khiến anh cũng có chút khó chịu. Lúc này Lưu Tích Kỳ cười lạnh một tiếng, nhìn nữ phiên dịch viên Hoa Hạ nói, cô nói cho tên quỷ Tây Dương này biết, anh em của bọn tôi về rồi, không có thời gian xin lỗi bọn họ. Về phần chuyện hợp tác, thích làm sao thì làm, các người không muốn hợp tác, ông đây còn ngán ngẩm nữa, dây dưa với đám quỷ Tây Dương các người 2 năm cũng mẹ nó không hợp tác thành công, há miệng ra là lòng tham không đáy, lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi. Không hợp tác thì mau cút đi, ông đây không có thời gian hầu hạ, hôm nay tôi phải ở bên anh em của tôi. Sau khi Lưu Tích Kỳ nói xong thì không để ý tới nữa, anh ta dẫn theo Dương Bách Xuyên và Lý Đại Nghị trực tiếp đi vào thang máy, để lại phiên dịch viên của quỷ Tây Dương trợn mắt há mồm. Trong thang máy, Lý Đại Nghị giơ ngón cái với Lưu Tích Kỳ, mặc dù Dương Bách Xuyên có chút không rõ nội tình nhưng cũng cười nói, ngầu lòi. Ba người trong thang máy cười ha ha. Ra khỏi thang máy, Dương Bách Xuyên và Lưu Tích Kỳ tới văn phòng, Lý Đại Nghị thì cầm điện thoại lên, chuẩn bị lần lượt báo tin cho mấy vị hồng nhan của Dương Bách Xuyên. Anh ta rõ ràng nhất mấy năm nay trong lòng mấy vị nương nương kia chịu đựng cái gì. Nhưng cũng một vòng điện thoại của Lý Đại Nghị đã gây ra một trận động đất lớn trong toàn bộ vòng tròn kinh doanh quốc tế. Dương Bách Xuyên và Lưu Tích Kỳ ngồi trong văn phòng, hiển nhiên không tránh được bị Lưu Tích Kỳ hỏi đi đâu, làm gì trong 6 năm nay. Dương Bách Xuyên đã lường trước tình huống này, kể lại từ đầu đến cuối cho Lưu Tích Kỳ. Dương Bách Xuyên nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Lưu Tích Kỳ lại không phải tay mơ không biết gì về tu chân, nên có thể tưởng tượng được sự kinh tâm động phách trong đó. Sau khi Dương Bách Xuyên nói đến đoạn hiện tại tu vi mất hết, chậm rãi bưng cốc trà lên uống, khóe mắt cố ý vô tình liếc nhìn Lưu Tích Kỳ. Mặc dù biết người anh em này sẽ không có tâm tư gì, nhưng dù sao anh cũng biến mất 6 năm, bây giờ tu vi cũng mất hết, cũng không biết người anh em hôm nay có còn giữ vững tâm như lúc trước không. Mặc dù biết nghĩ vậy có chút lòng tiểu nhân, nhưng anh vẫn muốn biết. Người anh em trước mắt sẽ có suy nghĩ gì, những người khác thì sao? Những người phụ nữ của anh thì sao? Thật ra đây mới là điều anh để ý nhất. Ai biết, Lưu Tích Kỳ nhìn anh với sắc mặt vô cùng cổ quái, thậm chí có hơi đỏ mặt, cũng cầm cốc trà lên uống, giống như che giấu sự xấu hổ gì đó. Sau đó chậm rãi nói một câu, tôi và San San kết hôn. Dương Bách Xuyên cầm cốc trà hơi run một chút, vô cùng ngoài ý muốn, nhưng nghĩ lại cũng nằm trong tình lý. Chính mình biến mất 6 năm, 6 năm này sẽ xảy ra rất nhiều chuyện, đều nằm trong dự kiến. Hơn nữa anh biết Lưu Tích Kỳ và em gái Dương San San đã hiểu nhau yêu nhau từ lâu, có thể kết hôn cũng rất bình thường, vừa định lên tiếng thì lại nghe Lưu Tích Kỳ chậm rãi bổ sung một câu, thằng nhóc nhà cậu có thể một cháu gái ngoại, tên cúng cơm là Mạn Mạn, mới sinh ra, vô cùng đáng yêu. Phụt. Dương Bách Xuyên đang uống trà không nhịn xuống được, trực tiếp phun lên trên mặt Lưu Tích Kỳ. Khụ khụ khụ, Dương Bách Xuyên suýt chút nữa sặc nước trà. Lưu Tích Kỳ vô cùng tức giận, đến mức này sao? Tôi và San San có con không lẽ cậu không vui? Dương Bách Xuyên lau nước trà khó miệng, nhìn Lưu Tích Kỳ ngạc nhiên nói, không phải, vừa rồi cậu nói gì, nói lại lần nữa. Đối với Lưu Tích Kỳ, kết hôn sinh con không có bạn tốt ở đã hoàn thành, bây giờ bị Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm, anh ta rất chột dạ. Nhưng cũng hiểu ánh mắt cố ý vô tình lúc trước của Dương Bách Xuyên có nghĩa gì. Mặc dù ở Vân Môn, tu vi của anh ta bình thường, nhưng mấy năm nay kinh doanh chấp trưởng Vân Kỳ, thấy qua nhiều sóng to gió lớn, sao có thể không rõ hành động thử của Dương Bách Xuyên. Nhưng cũng không tức giận, ngược lại cho rằng đây là chuyện thường tình, anh ta cũng nhân cơ hội nói ra chuyện của Dương San San. Đầu tiên cũng coi như một loại biểu đạt sơ tâm không đổi, thứ hai cũng coi như hóa giải oán khí trong lòng anh vợ. Nghe thấy Dương Bách Xuyên nói, Lưu Tích Kỳ cắn răng mắng, nói thằng nhóc nhà cậu biến mất 6 năm, ban đầu mọi người đều lừa bà nội, nhưng sau khi San San tốt nghiệp đại học, bà nội cũng phát hiện ra. Dưới sự truy hỏi của bà nội, chúng ta chỉ có thể nói ra chân tướng cậu biến mất ở bí địa Trường Bạch. Sau đó bà nội làm chủ tôi và San San thành hôn. Không phải tôi không đợi cậu, thật sự là bà nội làm chủ. Khoảng thời gian trước cậu có thể một cô cháu gái, tên cúng cơm là Mạn Mạn, là vợ cả của cậu lấy tên. Mạn trong cỏ dại ven bờ, theo lời của Triệu Nam, cỏ dại sinh sôi kéo dài, không ngừng vươn lên,
vì vậy từ xưa mọi người ký thác cỏ dại tươi tốt lâu dài có ngụ ý cát tường, lấy tên cúng cơm là mạn mạn. Quả nhiên vợ cả của cậu có học vấn có khác, tôi rất thích tên này. Nói ngắn lại, từ giờ trở đi, cậu thăng chức thành anh vợ của tôi, cũng có thêm một cô cháu gái đáng yêu, đơn giản vậy thôi. Nói đến đây, Lưu Tích Kỳ kéo dài âm thanh, tiếp tục nói, nhưng cậu biến thành dạng gì chúng ta vẫn là anh em, bây giờ là người một nhà, vĩnh viễn là chủ tịch tập đoàn Vân Kỳ. Dù cậu ở hay không ở, cậu mãi mãi là chủ tịch của con tàu sân bay thương nghiệp quốc tế Vân Kỳ. Dương Bách Xuyên nghe xong trong lòng rất hổ thẹn, anh lo lắng dư thừa, nhưng lại tràn ngập vui mừng. Vui mừng vì Lưu Tích Kỳ và em gái có tình thành đôi, vui mừng anh ta sơ tâm không đổi, vui mừng chính mình có một cô cháu gái. Cảm ơn, trong lòng Dương Bách Xuyên có rất nhiều điều muốn nói, nhưng thiên ngôn vạn ngữ đến bên miệng chỉ phun ra hai chữ. Anh biết mấy năm không ở, Lưu Tích Kỳ không thiếu chăm sóc bà nội thay anh. Lưu Tích Kỳ cũng rất vui mừng, cười mắng, cút đi, muốn cảm ơn thì dùng hành động thực tế, chuẩn bị tốt quà cho con gái tôi đi. Ha ha! Dương Bách Xuyên bật cười, tình nghĩa anh em vẫn giống như trước đây. Sau khi cười xong, Dương Bách Xuyên ho khan một chút, hỏi cái đó, bọn họ đều ổn chứ? Lưu Tích Kỳ nhìn Dương Bách Xuyên, nở nụ cười nghiền ngẫm, tôi còn tưởng cậu sẽ không hỏi, ha ha! Trong lòng anh ta biết rõ bọn họ trong miệng Dương Bách Xuyên là mấy người phụ nữ của anh. Dương Bách Xuyên hiếm thấy đỏ mặt, nhưng lại chờ mong Lưu Tích Kỳ đưa ra đáp án. 6 năm trôi qua, anh không dám đảm bảo mấy người phụ nữ còn có thể chờ anh. Lúc này người nào đó vô cùng thấp thỏm. Nhưng Lưu Tích Kỳ thong thả cầm cốc trà lên, nụ cười trên mặt cũng biến mất. Ở trong mắt của Dương Bách Xuyên, cảnh tượng này khiến lòng anh trầm xuống, nhìn qua là có biến cố, mặc dù trong lòng đã chuẩn bị trước, nhưng khi đối mặt lại khó có thể tiêu tan. Sắc mặt có chút trắng bệch nhìn Lưu Tích Kỳ, hít một hơi thật sâu. Ra vẻ nhẹ nhàng mạnh mẽ, nói đi, bọn họ thế nào? Lưu Tích Kỳ nhìn nụ cười gượng gạo của Dương Bách Xuyên, trong lòng rất sảng khoái, rất muốn mở miệng cười to, có thể nhìn thấy thằng nhóc này ăn mệt, anh ta cảm giác còn vui sướng hơn uống rượu mạnh. Nhưng nhìn khuôn mặt co rút kia của Dương Bách Xuyên, Lưu Tích Kỳ không nhịn được cười phá lên, oa ha ha, không ngờ thằng nhóc nhà cậu cũng có ngày hôm nay, ha ha ha. Lưu Tích Kỳ dựa vào sofa cười ầm lên, cười chảy nước mắt. Dương Bách Xuyên đang trầm xuống, nhìn thấy Lưu Tích Kỳ cười ầm lên, lấy lại phản ứng, phát hiện thiết đản cố ý chọc anh. Lập tức giận dữ, nhào đến vung nắm tay đánh Lưu Tích Kỳ. Con mẹ nó, cũng dám trêu tôi. Con mẹ nó cậu đánh thật đấy à, dừng tay, đánh nữa tôi sẽ đánh trả tôi liều mạng với cậu. Bịch! Đậu má, còn dám đánh trả. Sợ cậu chắc, bây giờ cậu không tu vi, ha ha ha. À, đôi mắt của tôi. Hai người không hề hình tượng dây dưa với nhau, dù sao tu vi của Dương Bách Xuyên biến mất, Lưu Tích Kỳ cũng không cần chân khí, hai người tôi một quyền, cậu một quyền va chạm vào nhau. Cùng lúc đó, Lý Đại Nghị gọi cuộc gọi đến phân bộ Vân Kỳ ở Đế Đô. Alo, Đại Nghị, có việc gì thế? Trong điện thoại truyền đến một giọng nữ rất có tư tính, mạng theo giọng điệu của người đứng đầu. Triệu tiểu thư, tiên sinh đã trở lại người mà Lý Đại Nghị gọi tất nhiên là Triệu Nam, người được Vân Môn công nhận là vợ cả, cũng là vợ chưa cưới của Dương Bách Xuyên. Mấy năm Dương Bách Xuyên biến mất, toàn bộ Vân Môn đều thấy được tác phong hành sự của người vợ cả này, từ xử lý việc trong Vân Môn, hoặc xử lý Vân Kỳ quốc tế, công của Triệu Nam không thể không nói, cũng làm tất cả mọi người tin phục, tôn kính Triệu Nam. Vì vậy người đầu tiên Lý Đại Nghị thông báo chính là Triệu Nam, người vợ cả trấn giữ Đế Đô. Trong điện thoại truyền đến tiếng điện thoại rơi. Lý Đại Nghị cũng có thể hiểu rõ tâm tình của Triệu Nam, vội vàng nói, Triệu tiểu thư đừng lo lắng, tiên sinh vẫn ổn, hiện tại đang ở bên tổng bộ. Bên kia đầu điện thoại, đầu óc của Triệu Nam trống rỗng, toàn bộ suy nghĩ đều tràn ngập hình ảnh của Dương Bách Xuyên. Cách xa 6 năm. Bộ dáng của anh đã mơ hồ, hai hàng nước mắt không ngừng rơi xuống, mềm nhũn ngồi trên ghế, cả người run rẩy. Trong điện thoại truyền đến âm thanh của Lý Đại Nghị, alo alo, Triệu tiểu thư, cô không sao chứ? Triệu Nam hít một hơi thật sâu,
Nhiều năm mài giũa trên chức trường đã làm cô có được khí chàng Thái Sơn rơi xuống cũng không lung lay, nhưng lúc này cô đã sụp đổ, bởi vì anh đã trở lại. Mấy năm nay cô cố nén không cho chính mình khóc, nói cho bản thân phải kiên cường, phải bảo vệ Vân Môn và Vân Kỳ, vì vậy trong suốt 6 năm, Triệu Nam chỉ khóc khi biết được đám người Dương Bách Xuyên biến mất ở bí địa trường Bạch, từ đây không rơi một giọt nước mắt. Hít một hơi thật sâu, cầm điện thoại nói, Đại Nghị, cảm ơn, tôi không sao, tôi cúp máy trước. Sau khi cúp điện thoại, Triệu Nam không nhịn được khóc thành tiếng, bí thư vội vàng đi vào, còn chưa kịp hỏi làm sao, vừa định mở miệng thì nghe Triệu Nam nói, sắp xếp chuyên cơ Vân Kỳ, tôi muốn đi đến tổng bộ cố đô. Cùng lúc đó, Lý Đại Nghị gọi đến Cảng Đảo, Âu Mỹ, đều là mấy người phụ nữ của Dương Bách Xuyên, hiện tại đều là người trấn giữ một phương giải rác toàn cầu của Vân Kỳ quốc tế. Sau khi đã thông tất cả, không khác tình huống của Triệu Nam là mấy, ngược lại làm Lý Đại Nghị ướt đẫm mồ hôi, cuối cùng cũng thông báo xong. Lý Đại Nghị cúp điện thoại đi đến văn phòng của Lưu Tích Kỳ, lúc đến cửa đột nhiên nghe thấy âm thanh gào giống như đánh nhau. Sắc mặt của Lý Đại Nghị thay đổi, bây giờ Lưu Tích Kỳ là người chấp trưởng Vân Kỳ quốc tế, mấy năm nay Vân Kỳ phát triển thần tốc, làm cho rất nhiều thế lực dòm ngó, từng bị ám sát rất nhiều lần, vì vậy điều đầu tiên Lý Đại Nghị nghĩ đến là có người trà trộn vào tổng bộ ám sát Lưu Tích Kỳ. Hơn nữa Dương Bách Xuyên cũng ở trong văn phòng, điều này làm cho Lý Đại Nghị biến đổi sắc mặt, đẩy cửa vào. Nhưng ngay sau khi nhìn thấy tình huống trong văn phòng, Lý Đại Nghị lại trợn tròn mắt. Chỉ thấy Lưu Tích Kỳ nằm trên sofa, Dương Bách Xuyên cưỡi trên người của Lưu Tích Kỳ, hai người nắm tay đan xen nhau, tư thế vô cùng mờ ám, thực sự cơ tình bay đầy trời. Khụ khụ. Sau khi lấy phục hồi lại tinh thần, biết hai vị này không bị người ám sát, mà là có cơ tình riêng. Cái đó tôi đi nhầm phòng, hai vị tiếp tục, khụ khụ khụ. Lý Đại Nghị nói xong vội vàng rời khỏi phòng, thuận tay đóng cửa, trong miệng nói thầm con mẹ nó quá cay mắt. Lý Đại Nghị thực sự không nỡ nhìn thẳng, trong đầu anh ta hiện lên một câu củi khô bốc lửa, 6 năm không gặp xúc động cũng có thể hiểu được, nhưng hai vị này cũng quá nhiệt tình. Dương Bách Xuyên và Lưu Tích Kỳ bị âm thanh đẩy cửa của Lý Đại Nghị làm bừng tỉnh, còn chưa kịp phản ứng thì nghe thấy Lý Đại Nghị thì thầm nói tiếp tục, sau đó đóng cửa lại nói một câu con mẹ nó quá cay mắt. Phụt. Dương Bách Xuyên và Lưu Tích Kỳ suýt chút nữa hộc máu, nhìn nhau, phát hiện tư thế của đối phương sẽ khiến người hiểu lầm, suy nghĩ bậy bạ. Ngay sau đó dùng mình vội vàng tách ra, biết bị Lý Đại Nghị hiểu lầm, vội vàng hô to quay lại. Mặc dù bây giờ không có tu vi, nhưng linh thức cảm quan còn ở, Lý Đại Nghị đứng ngoài cửa nói thầm nhưng Dương Bách Xuyên lại nghe rõ ràng, bao gồm cả Lưu Tích Kỳ tu vi trúc cơ trung kỳ cũng nghe được câu nói thầm quá cay mắt của Lý Đại Nghị. Ngay lập tức mặt trầm xuống, nếu không gọi Lý Đại Nghị đi vào, không chừng người này đi ra ngoài ồn ào một câu, thanh danh của hai người bọn họ sẽ bị hủy hoại. Đứng ngoài cửa, Lý Đại Nghị thổn thức, nghe thấy Dương Bách Xuyên hô to gọi anh ta đi vào, Lý Đại Nghị không dám vào ngay, hít một hơi thật sâu mới đẩy cửa đi vào, mỉm cười nói, hai vị, tôi thật sự chưa nhìn thấy gì cả. Nói được một nửa, đột nhiên Lý Đại Nghị sửng sốt, khóe miệng của anh ta không nhịn được co rút, muốn cười lại không dám cười ra tiếng, nghẹn rất khó chịu. Anh ta nhìn thấy mắt trái của Dương Bách Xuyên bị tím bầm, cái mũi có vết máu, đang dùng tay ấn, hiển nhiên đang chảy máu mũi. Lưu Thích Kỳ còn thảm hại hơn, mắt gấu trúc, đau nhè răng nhếch miệng. Lý Đại Nghị thật sự không nhịn cười được, bật cười thành tiếng, sau đó là một trận cười điên cuồng, ha ha ha. Nếu để người khác thấy được bộ dáng lúc này của môn chủ Vân Môn cùng ngôi sao sáng Quát Tháo Thương Trường, tuyệt đối có thể lên hot search, ngôi sao sáng là danh hào của Lưu Tích Kỳ trong thương giới mấy năm nay, thực sự không đơn giản. Cười đủ chưa? Dương Bách Xuyên híp mắt hỏi Lý Đại Nghị. Lý Đại Nghị nói, để tôi cười chút, ha ha ha. Ngay sau đó cảm nhận được ánh mắt già quét bất thiện của Dương Bách Xuyên và Lưu Tích Kỳ, tiếng cười của Lưu Tích Kỳ im bặt. Anh ta không muốn bị hai vị chủ nhân này liên hợp đánh ra một đôi mắt gấu trúc. Lý Đại Nghị cảm thấy không ổn, vội vàng xoay người muốn chạy nhưng lại bị Dương Bách Xuyên và Lưu Tích Kỳ ngăn cản trước sau. Cái đó tôi không cười. Lý Đại Nghị nhìn thấy nụ cười tủm tỉm và ánh mắt không có ý tốt của Dương Bách Xuyên và Lưu Tích Kỳ biết chuyện không ổn, kêu rên trong lòng, biết vậy không cười nhạo bọn họ.
Ngay sau đó cả Dương Bách Xuyên và Lưu Tích Kỳ ăn ý ra tay cùng lúc. A, à, đừng, a, à, tôi sẽ đánh trả đó. Ầm ầm ầm. A a a. Mười mấy phút sau, văn phòng bình tĩnh lại, ba người thở hồng hộc, ngồi bệt dưới đất, mắt to chừng mắt nhỏ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 60.